chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Ông nữ y phi phú giáp thiên hạ, tập 27 chương 601, tấm văn bí mật không có tới phong ma khanh người, cũng có thể nhìn sao. Giang thiên ngữ cấp tốc hỏi ra nghi vấn của mình, là Đã ngươi mở ra thượng cổ cấm thần miếu, đó chính là muốn thẩm phán lục giới sinh linh. Lục giới sinh linh, cũng không chỉ là hiện tại ngươi thấy những thứ này, cùng ngươi truy tra sự kiện có liên quan người, đều sẽ có tương quan liên lụy, lại trong lòng bàn tay đều sẽ in dấu xuống cấm thần cấm văn tiêu chí, trừ phi ngươi nhận định cả sự kiện kết thúc. Cái này Cấm Văn sẽ nương theo những người này cả đời, tạ ơn tiền bối. Giang Thiên Ngữ chân thành nói lời cảm tạ, "Không sao, đây là ngươi mở ra thượng cổ Cấm Thần Miếu đại giới. Chính mạch hiển thần lá đã cho ngươi, nhiệm vụ của ta liền hoàn thành, về sau lục giới thương sinh như thế nào, liền phải nhìn chính các ngươi." Nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn một mực canh giữ ở tiểu nha đầu bên người nam cung Túc Ảnh, nhìn hắn một cái về sau, cấm thần miếu tiền bối bỗng nhiên đưa tay tại trên vai hắn vỗ một cái ta chân long hậu duệ không sai nói xong vừa mới còn ôn hòa cùng bọn hắn nói chuyện cấm thần miếu tiền bối cứ như vậy biến mất cùng lúc đó cùng theo biến mất còn có màn trời bên trong xuất hiện cấm thần miếu cùng bao phủ tại bốn phía màu vàng kết giới hô một trận gió thổi qua tất cả mọi người rùng mình một cái nhưng rất nhanh mọi người lại cảm thấy ấm áp bởi vì lúc này phong ma khanh bốn phía ma khí cùng lệ khí tiêu hết không khí trở nên phá lệ tươi mát thoải mái dễ chịu. Nhưng phần này thoải mái dễ chịu cũng không có duy trì quá lâu, bởi vì có người phát hiện, trước đó còn rất tốt đứng ở bên cạnh họ một chút người đột nhiên liền biến mất, mà lại loại này biến mất tốc độ lặng yên không một tiếng động, liền cùng không trung thổi qua như gió. Bọn người nhóm kịp phản ứng, nhao nhao chầm chầm lấy lòng bàn tay của mình kêu lớn lên, cấm văn, lòng bàn tay của ta có màu đỏ thẫm cấm văn, ta cũng có, ta cấm văn là thổ hoàng sắc, xong, ta là màu đen màu đen nhạt mọi người ở đây sợ hãi thán phục với mình trong lòng bàn tay bị in dấu cấm văn thời điểm nam cung túc ảnh lập tức quay người phân phó bách phong cùng dạ ẩn bọn người vài câu về sau hắn lại sẽ huyền phong trưởng lão gọi vào một bên cùng hắn thì thầm vài câu huyền phong trưởng lão nhìn một chút mình lòng bàn tay vị trí màu thiên thanh cấm văn sau đó gật gật đầu nhanh chóng tiến về ngôn thiên sơn bên người mọi người lại một cái kéo qua kính ngôn tay tại phát hiện kính ngôn lòng bàn tay cấm văn thế mà là màu trắng đen lúc, hắn không khỏi nhíu mày, huyền phong trưởng lão, ta cũng không biết cái này màu trắng đen cấm văn là có ý gì, ngài biết sao? Kính ngôn rung động rung động mà hỏi thăm, huyền phong trưởng lão không để ý tới hắn, mà là nhanh chóng đem toàn bộ ngôn thiên sơn đám người lòng bàn tay đều nhìn một lần. Tại phát hiện ngôn thiên sơn người bên trong thế mà chỉ có 32 người lòng bàn tay là màu thiên thanh cấm văn lúc, hắn lần nữa nhíu mày, đồng thời không chút biến sắc đem kia 32 người mang đến đội ngũ của bọn hắn, mà đổi thành một bên, Bách Phong cùng già dạ ẩn mấy người cũng trong đám người chạy khắp, yên lặng đem người một nhà đưa đến một bên, sau đó để đám người ghi chép lại những người khác cấm văn tin tức cùng cá nhân thân phận, một trận bận rộn về sau, bắt đầu có người muốn cầu muốn rời khỏi, Giang Thiên Ngữ cũng không có ngăn đón bọn hắn. Trừ lòng bàn tay là màu trắng đen cấm văn người, những người khác để bọn hắn rời đi, không bao lâu, tụ tập tại ngôn thiên sơn phạm vi bên trong người liền đi hơn phân nửa, mà lại hơn phân nửa người vẫn là lấy đào mệnh tốc độ, nhanh chóng rời đi, đầu cũng chưa có trở về, nhưng lưu lại một đám bên trong, có mấy người lại làm cho nam cung túc ảnh nhíu mày, bởi vì, một nhóm người này bên trong lại có mấy người là hắn nhận biết, trong đó, nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là hắn phụ hoàng. Hắn thế nào lại là nhận hoặc thần lực lượng ảnh hưởng đây này, nếu như là dạng này, kia sư phó cùng sư nương đâu bọn họ có phải hay không cũng là nhận hoặc thần lực lượng ảnh hưởng, mà Nam Cung Vân lúc này cũng cũng là hoảng, hắn không biết vì cái gì nhi tử sẽ để cho tất cả lòng bàn tay cấm văn là màu trắng đen lưu lại, nhưng nghĩ đến cũng là không giống, bởi vì, hắn lúc trước nhìn thấy giả kiếm trên tay cấm văn là màu thiên thanh, Nam Cung Túc Ảnh cũng nhìn thấy mình phụ hoàng trong mắt kinh hoảng, hắn không hề tức giận, chỉ là đi lên trước, bình tĩnh hỏi, vì cái gì, cái gì vì cái gì nam cung vân hoàn toàn không dám nhìn con trai mình con mắt ngươi biết ta hỏi cái gì hoặc thần lực lượng ngươi làm sao lại tiếp xúc đến sinh hoạt tại nam linh quốc hắn không nên là cái lại phổ thông bất quá người sao coi như lúc này đi vào ngôn thiên sơn nhưng kia có được hoặc thần lực lượng không để ý đến một phàm nhân bình thường bởi vì hắn căn bản cũng không đáng giá phía sau mà người phí nhiều như vậy tâm thần trừ phi phụ hoàng bản thân liền có vấn đề hắn đến cùng giấu giếm cái gì Nam Cung Vân đánh xuống ống tay áo, ta không biết ngươi đến cùng muốn hỏi điều gì. Lúc này ngôn thiên sơn nguy cơ đã giải trừ, ta muốn về Nam Linh Quốc, ngươi nhưng cùng một chỗ trở về, Nam Cung Túc ảnh không có lên tiếng, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem hắn, muốn đi rồi. Là chột dạ đi, Giang Thiên Ngữ lúc này là không nhớ rõ có quan hệ Nam Linh Hoàng sự tình, nhưng nàng có thế từ Nam ảnh ca ca ngôn hành cử chỉ bên trong rất nhanh đoán được thân phận của người này, chỉ là, Nàng phát hiện mình giống như cũng không biết muốn hỏi điều gì, nàng chỉ biết, nam ảnh ca ca cha khẳng định là cùng có được hoặc thần lực lượng người có chút quan hệ, ngay tại quan hệ của Song Phương ở vào cứng đờ trạng thái thời điểm, Bách Cảnh Thánh Tôn bỗng nhiên tản mát mặt đất một cái không gian bảo khí bên trong xuất hiện, hắn đảo mắt bốn phía một chút, sau đó hướng mình tiểu Tôn nữ vẫy vẫy tay, "Nha đầu, tới, ai?" Nghe được trăm gia gia thanh âm, Giang Thiên ngữ lập tức đi tới bách cảnh thánh tôn nâng lên tay trái của mình tại ánh mắt của nàng lung lay thấy cái gì rồi giang thiên ngữ ngờ vực vô căn cứ mà nhìn xem trăm gia gia trên bàn tay màu thiên thanh cấm văn liền cấm văn nha làm sao rồi bách cảnh thánh tôn đưa tay tại nàng trên trán vỗ một cái nhìn cái này cấm văn nơi này có cái trận nhãn giang thiên ngữ lúc này mới nhìn chăm chú đánh giá đến trăm gia gia trên tay trận nhãn tới sau đó nàng lại nhanh chóng mở ra mình tay nhìn thoáng qua khoan hãy nói cái này cấm văn thật là lấy trận pháp đường vân vẽ, điểm trung tâm cũng hoàn toàn chính xác có cái trận nhãn, chỉ là, đây là cái gì? Bách cảnh thánh tôn liền biết nàng không hiểu, giải thích nói, ta bách linh thánh thiên nhưng thật ra là lấy tầm bảo vì cường hạn, loại này cấm văn bên trong trận nhãn gọi thiên giám chi nhãn, kỳ thật nó cũng có kêu gọi chi năng. Nói cách khác, có cái này cấm văn tại, ngươi là rất dễ dàng kêu gọi đến người một nhà, ngươi lại đi nhìn xem những người khác. Giang Thiên Ngữ lập tức để ý tới, không nói hai lời liền chạy đi có được màu trắng đen cấm văn trong những người kia, tùy tiện bắt người kéo đi tới nhìn một chút, chỉ thấy đen trắng cấm văn bên trên đường vân kỳ thật cùng nàng trên tay cấm văn là có chút khác biệt, nhìn kỹ phía dưới nàng phát hiện, hai loại cấm văn thế mà là ở vào mặt đối lập, mà lại có thể khắc chế, thậm chí là hủy diệt, nghĩ tới đây. Nàng lập tức đột nhiên giác ngộ những cái này cấm văn thật đế, cấm thần miếu xuất hiện, cũng không có khả năng thật không xử lý cái này lục giới phản đồ, đều sẽ để lại một chút huyền cơ, cho chính đạo một chút hy vọng. Nghĩ tới đây, trong mắt của nàng so trước đó càng kiên định hơn, càng có lòng tin. Chương 602, Thanh Trừ hoặc Thần Ấn Ký, nơi này không có việc gì, ta liền đi trước. Nam Cung Vân lần nữa lên tiếng, hắn là thật không nghĩ ở chỗ này. Nam Cung Túc Ảnh vốn là không nghĩ mình phụ hoàng cứ như vậy rời đi, nhưng bách cảnh thánh tôn lại tại hắn lên tiếng trước, muốn đi thì đi đi nam cung túc ảnh do dự chỉ chốc lát cuối cùng vẫn là không tiếp tục ngăn cản nam cung vân nhìn bách cảnh thánh tôn một chút sau đó kêu lên thiên tuyết quốc đế hoàng đông nguyên quốc hoàng đế chờ cùng hắn quen biết người cùng đi mấy người rời đi bước chân có chút vội vàng cũng chưa từng quay đầu mà nam cung túc ảnh cứ như vậy nhìn xem bóng lưng của bọn hắn thẳng đến thân ảnh của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa có người rời đi về sau cái khác trên tay cấm văn là màu trắng đen người thấy thiên ngữ đại nhân không ngăn cản bọn hắn cũng liền hết thảy cẩn thận từng ly từng tí rời đi rất nhanh bốn phía cũng chỉ còn lại có gian thiên ngữ mấy người bọn họ cùng ngôn thiên sơn người kính ngôn lúng túng đứng ở một bên nghĩ giải thích cái gì nhưng lại không thể nào nói lên bởi vì trên tay hắn cấm văn cũng là màu trắng đen nhưng hắn không thể đi hắn vốn là ngôn thiên sơn người tiểu ngữ thu thập một chút tâm tình chúng ta đi cửu thần tinh hải bách cảnh thánh tôn phân phó một câu về sau quay đầu đối kính ngôn nói nói ngươi cùng chúng ta cùng đi mượn dùng một chút ngôn thiên sơn linh thuyền tốt tốt kính ngôn lên tiếng lập tức phân phó ngôn thiên sơn đệ tử đi chuẩn bị linh thuyền huyền phong trưởng lão lúc này lại có chút ưu thương có lẽ mật thất bên trong đồ vật không có chúng ta sợ là đi trễ giang thiên ngữ hơi nghi hoặc một chút đi trễ rồi huyền phong trưởng lão gật gật đầu là gió táp sư huynh rời đi, hắn. Hắn chạy không có nói với ta, chỉ cùng ngươi thất sư thúc nói vài câu. Ta sợ hắn, hắn vô cùng có khả năng cũng là nhận hoặc thần lực lượng ảnh hưởng. Nguyên bản hắn coi là bởi vì đồ nhi mở ra thượng cổ cấm thần miếu, lại có ngôn linh ngọc nơi tay, phía sau màn hung sau nhất định sẽ tìm tới, mà lại ngôn thiên sơn sẽ có một trận hủy diệt đại chiến, không nghĩ tới, sự tình lại là dạng này kết thúc. Mặc dù lần này tại ngôn thiên sơn cũng chết rất nhiều người, mà Long giáo ác đồ cơ hồ chết hết, nhưng là có được hoặc thần lực lượng chân hung lại chưa từng xuất hiện. Nam Cung Túc ảnh trầm mặt một hồi, như có điều suy nghĩ hỏi, có được hoặc thần lực lượng người không có khả năng tùy tiện đi ảnh hưởng người khác, hắn ý đồ ảnh hưởng người khác, khống chế người khác, nhất định cũng là có đại giới. Nếu không hắn liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ lục giới người. Cũng không biết, cái này sử dụng hoặc thần lực lượng đến cùng cần gì điều kiện. Giang Thiên Ngữ lúc này đã không quá nhớ kỹ mình tại sao phải đi cửu thần tinh hải, nhưng nàng biết, nàng có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu, đó chính là tìm ra có được hoặc thần lực lượng người, phong ấn hắn, hoặc là đánh giết hắn, ngăn cản lục giới phát sinh diệt thế nguy cơ. Về phần muốn làm thế nào, trong lòng nàng rất rõ ràng, chính là đi theo nam ảnh ca ca, hắn nói thế nào, kia liền làm như thế đó, cho nên, nàng lúc này thì nhìn về phía mình sư phụ, sư phụ, thần đạo các từng có phương diện này ghi chép sao? Huyền phong trưởng lão ngăn không được thở dài, loại này ghi chép cho dù có, cũng sẽ không quá kỹ càng. Ta chính là lo lắng, gia gia người lưu tại cửu thần tinh hải tinh thần điện mật thất bên trong đồ vật, sẽ có hay không có phương diện này đồ vật, nếu là có, lại bị người lấy đi, vậy liền thật là phiền phức, ngài có tinh thần điện khế đất hoặc khế nhà sao? Nam cung túc ảnh đột nhiên hỏi, huyền phong trưởng lão khoát khoát tay, không có những vật này đều là cất giữ trong thần đạo các về bảo cát, ta cũng sẽ không tùy thân mang theo, đừng nóng vội, ngôn thiên sơn linh thuyền đi linh hải, rất nhanh liền có thể tới cửu thần tinh hải, lần này người kia không xuất hiện, nhất định là bởi vì tiểu ngữ nha đầu triệu hồi ra thượng cổ cấm thần miếu nguyên nhân. Nếu không hắn là sẽ không bỏ rơi tranh đoạt ngôn linh ngọc cơ hội này, bách cảnh thánh tôn lúc này đến là so trước đó lạnh nhạt rất nhiều, lúc này, một chiếc trắng xanh đang xen phi hành linh thuyền bay tới, vững vàng dừng sát ở một bên. Kính ngôn dẫn đầu đệ tử đem linh trên thuyền cửa mở ra, đem thiên ngữ đại nhân bọn người cung kính nên tiếp thuyền. Thuyền bắt đầu chạy về sau, kính ngôn bỗng nhiên mặt hướng thiên ngữ đại nhân quỳ xuống, kinh sợ đập cái đầu, thiên ngữ đại nhân, ta. Ta kỳ thật khi tiến vào xưa nay chưa thấy bí cảnh trước đó liền bị hoặc thần lực lượng ảnh hưởng. Ta không biết người kia là ai, ta lúc ấy chỉ là gặp đến một đoàn hư ảnh, người kia cho ta một cái nhiệm vụ, tiến vào cổ hoang bí cảnh tìm tới ngôn linh ngọc chân chính chủ nhân cũng nghĩ biện pháp tiêu hao ngôn linh ngọc lực lượng nếu không liền sẽ khống chế thần hồn của ta để ta hóa thành ác ma tự tay hủy diệt toàn bộ ngôn thiên sơn về sau ta chỉ có thể theo hắn đi làm tiến vào xưa nay chưa thấy bí cảnh có điều tiến vào xưa nay chưa thấy bí cảnh về sau ta phát hiện hoặc thần lực lượng lại không thể ảnh hưởng ta ta thần trí cùng ý thức đều là rõ ràng nhưng khi ta lần nữa từ cổ hoang bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài ta phát hiện ta lại bị hoặc thần lực lượng ảnh hưởng ta đem tất cả mọi người tụ tập đến ngôn thiên sơn nhưng đợi tại ngôn thiên đại điện thời điểm ý thức của ta là rõ ràng ta muốn cùng thiên ngữ đại nhân nói đúng lắm cái này hoặc thần lực lượng hẳn là thỉnh thoảng tính ảnh hưởng ta lúc trước thượng cổ cấm thần miếu xuất hiện thời điểm ta ngoài ý muốn cảm thấy một cổ đặc thù lực lượng của lực lượng kia đại khái chính là từ trong lòng bàn tay cấm văn xuất hiện nói hắn nâng lên mình tay lòng bàn tay hướng ra phía ngoài giải thích nói ta cảm thấy có được hoặc thần lực lượng chủ nhân hẳn là tại trên người của ta lưu lại một loại nào đó hoặc thần ấn ký nếu như có thế thanh trừ lòng bàn tay ta cấm văn đại khái liền có thể khu trừ rơi trên người ta hoặc thần ấn ký ta nghĩ mời thiên ngữ đại nhân thử một chút thanh trừ hoặc thần ấn ký sao Giang thiên ngữ nhìn chầm chầm kính ngôn trên tay đen trắng cấm văn nhìn trong chốc lát, sau đó đưa tay tại cấm văn bên trên nhẹ điểm một cái. Khoan hãy nói, nàng tay đụng phải kia đen trắng cấm văn thời điểm, kia cấm văn rất rõ ràng run rẩy lên, giống như rất sợ hãi nàng đụng chạm. Nàng không khỏi hơi hít mắt lại, một cái cấm văn mà thôi, lại có ý thức của mình, ý niệm mới vừa nhúm, nàng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, bàn tay nàng khẽ nâng, trên tay liền nhiều một cái phục ấn, phục ấn vừa xuất hiện, Giang Thiên Ngữ phát hiện kia màu trắng đen cấm văn thế mà không đợi nàng có bất kỳ thao tác, liền tự động tiêu tán. Cũng là vào lúc này, kính ngôn bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch kêu to một tiếng, không muốn, đứng ở một bên nam cung túc ảnh nhíu mày lại, vỗ tay tại kính ngôn phía sau lưng vỗ một cái, kính ngôn bỗng nhiên phun ra một nguồn máu đến, mềm mềm ngồi liệt trên mặt đất, ngươi thấy cái gì rồi? Một mực lưu ý lấy kính ngôn phản ứng gió táp trưởng lão như có điều suy nghĩ hỏi, kính ngôn nhắm lại hai mắt, thanh âm có chút mệt mỏi nói, một thanh kiếm, một cái có thế mặt thấu không gian lợi kiếm tại vừa mới một nháy mắt bay thẳng thần hồn của ta tập sát mà tới, một thanh kiếm. Bách cảnh thánh tôn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoặc thần kiếm sao, huyền phong trưởng lão nghe được hoặc thần kiếm tam chữ lúc không khỏi nhíu mày, năm đó người kia cũng là dùng kiếm, nhưng là, ta nhớ được người kia năm đó cùng ngôn thiên thánh sư lúc đối chiến, kia hoặc thần kiếm là bị ngôn thiên thánh sư hủy, lúc ấy người kia thụ thương thoát đi hoặc thần kiếm tàn phiến ngưng lại tại vạn tiễn thần trong mộ. Chương 603, không nên thương tổn con của chúng ta, ý của ngài là, hoặc thần kiếm nhưng thật ra là tại vạn tiễn thần trong mộ. Nam cung túc ảnh như có điều suy nghĩ, nhìn như vậy đến, cái này trước trước sau sau sự tình, tự hồ cũng cùng vạn tiễn thần mộ nhất lên quan hệ. Mình phụ hoàng bọn họ có phải hay không cũng là bởi vì năm đó tiếng vạn tiễn thần mộ, cho nên mới sẽ bị hoặc thần lực lượng ảnh hưởng rồi huyền phong trưởng lão trầm mặc một hồi rồi nói ra có lẽ người kia hẳn là đã sớm từng tiến vào vạn tiễn thần mộ một lần nữa tìm về hoặc thần kiếm tàn phiến cũng không nhất định đã cái này đen trắng tấm văn có thể giải cũng nói một điểm có lẽ hoặc thần lực lượng khả năng ảnh hưởng không được bàn tay có thiên màu xanh tấm văn người nếu như là dạng này vậy liền quá tốt hắn cho tới nay sợ nhất sự tình chính là người bên cạnh bị hoặc thần lực lượng ảnh hưởng liền giống như gió táp sư huynh cũng không biết hắn có phải là cũng là bất đắc dĩ giang thiên ngữ tại nghe xong mình sư phụ suy đoán về sau cũng ngưng thần suy tư chỉ chốc lát đã ta có thể giải đen trắng giải văn khu trừ hoặc thần lực lượng nếu không chúng ta đem trước rời đi những người kia lại triệu hồi đến thế nào cũng được chúng ta trước hướng đông nam cung túc ảnh cấp tốc nói hắn nhớ kỹ mình phụ hoàng bọn hắn là nhắm hướng đông đi tốc độ của bọn hắn hẳn là không nhanh bọn hắn là có thế đuổi kịp Kính ngôn gặp bọn họ có quyết đoán, cũng không cần chờ thiên ngữ đại nhân lại phân phó, lập tức sai người thay đổi phương hướng, linh thuyền nhắm hướng đông mà đi. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, bọn hắn điều khiển linh thuyền truy bốn canh giờ cũng không có đuổi kịp trước kia rời đi nam cung vân bọn người. Bách cảnh thánh tôn có chút kỳ quái mà nói, khí tức của bọn hắn là hướng cái phương hướng này, làm sao đuổi tới hiện tại cũng không thấy người, có phải hay không là bị người mang đi rồi. Huyền Phong trưởng lão xem xét phía đông tầng không gian về sau, khẽ lắc đầu, được rồi, đã đuổi không kịp người, chúng ta vẫn là tiếp tục đi cửu thần tinh hải đi. Giang Thiên Ngữ cảm thấy, nếu như tinh thần điện thật sự có trọng yếu đồ vật, không chỉ đám bọn hắn sẽ đi, nhất định còn có những người khác sẽ đi. Có lẽ, đến tinh thần điện, hết thảy chân tướng liền có thể biết được đi. Kính ngôn thấy mọi người không có ý kiến, liền lại khiến người ta chuyển biến linh thuyền phương hướng, thẳng đến cửu thần tinh hải mà đi bọn hắn không biết là nam cung vân lúc này cũng không có đi cửu thần tinh hải mà là dẫn người đi lạc nguyệt sơn mà lạc nguyệt sơn bên này lệ thanh ngân chính mặt không thay đổi ngồi tại một chỗ trên sườn núi trước mặt hắn có một mảnh biển hoa trong biển hoa ương có hai cái đã không có sinh mệnh khí tức nữ tử nằm yên tĩnh trong biển hoa lệ thanh ngân lúc này là hối hận bởi vì hắn hiện tại không có gì cả lại nhìn một chút lạc nguyệt sơn đi lại nhìn một chút nam cung đi đến lạc nguyệt về sau vừa vặn nghe được lệ thanh ngân cô đơn thanh âm, hắn không có tới gần lịch thanh ngân, mà là đi hướng kia vùng biển hoa, khi nhìn đến trong biển hoa hai người lúc, hốc mắt của hắn bỗng nhiên đỏ, cuối cùng, hắn vẫn là ôm lấy bên trái cổ kia thi thể lạnh lẽo, Linh Nhi, thật xin lỗi. Cuối cùng là không cách nào làm cho ngươi phục sinh, Nam Cung Vân nhẹ giọng lẩm bẩm qua đi, cúi đầu hôn một chút người trong ngực, thi thể lạnh băng bản sớm đã không có nhiệt độ, thế nhưng là tại hắn nói ra câu nói này sau lại là có một khắc trở nên mềm mại, một đạo linh quan hiện lên, thi thể thế mà thần kỳ mở mắt, nàng nhìn thoáng qua ôm lấy mình nam nhân, sau đó lại nghiêng đầu nhìn một chút toàn bộ Lạc Nguyệt Sơn, ta dứt khoát, chí ít ta còn chứng kiến Lạc Nguyệt Sơn. Mây, không nên thương tổn con của chúng ta, nói xong, nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng hướng nàng đi tới lịch thanh ngân, thanh ngân, không nên trách nha đầu kia, ngươi biết, chìm nhạn trên người hoặc thần kiếm thương vừa vào vạn tiễn thần mộ liền khống chế không nổi, bây giờ dạng này, xem như mệnh đi. Ta đi, các ngươi bảo trọng, dứt lời, vừa mới còn bị linh quan bao phủ, nhẹ giọng thì thầm nữ tử cứ như vậy hóa thành một chút điểm tinh nguyệt chi ánh sáng, triệt để tiêu tán tại không trung, nam cung vân nước mắt cứ như vậy im hơi lặng tiếng rớt xuống, cuối cùng là không thể lưu lại nàng. Dù là năm đó hao hết tâm lực giữ lại nàng một hơi hồn hơi thở, nhưng vẫn không thể nào thành công. Ngôn Linh Ngọc, năm đó quả thật là bị phân liệt, bị phân liệt lực lượng Ngôn Linh Ngọc, lại ở đâu ra để người khởi tử hoàng sinh lực lượng, lao nước mắt, Nam Cung Vân đứng dậy, nhìn về phía thiên không nhất âm trầm phương hướng Tây Bắc, tiểu ảnh tiểu tử kia là đi cái chỗ kia sao, lịch thanh ngân thuận Nam Cung Vân ánh mắt nhìn thoáng qua, sau đó chịu đựng đau lòng tại vợ mình bên người thả một mồi lửa, đem cho cốt của nàng rải xuống tại Lạc Nguyệt Sơn bên trên, đi thôi nam cung vân thở dài một hơi sau đó quay người rời đi lịch thanh ngân chậm rãi đi theo sau đó một lần cuối cùng quay đầu nhìn phía sau lạc nguyệt sơn cửu thần tinh hải linh thuyền bay vào cửu thần tinh hải giới vực về sau giang thiên ngữ nghe được một chút thanh âm kỳ quái tinh tế nghe tới tựa như là có người tại gọi tên của nàng tiểu ngữ tiểu ngữ tiểu ngữ giang thiên ngữ hơi hít mắt lại ngưng thần lại nghe nam ảnh ca ca ngươi nghe thấy có người đang gọi ta sao nam cung túc ảnh thần sắc khẽ biến lập tức đưa tay đặt tại trên trán của nàng sau một lát hắn như có điều suy nghĩ nhìn về phía huyền phong trưởng lão cửu thần tinh hải hải vực đóng cái gì đặc thù yêu vật sao huyền phong trưởng lão suy nghĩ một chút cửu thần tinh hải trấn áp yêu vật cũng không ít mỗi cái đều rất đặc thù nhưng sẽ gọi người danh tự đại khái chính là nghi ngờ hồn yêu nhưng theo lý thuyết ở đây là nghe không được trừ phi lại phi hành về phía trước tám ngàn trong biển đồ nhi, ngươi nghe được là cái dạng gì thanh âm, Giang Thiên Ngữ ngưng thần lại nghe trong chốc lát mới nói, tựa như là nữ nhân, cụ thể nói không ra. Cảm giác thanh âm cách ta rất xa, khả năng này là bởi vì ngươi hồn biết tương đối bén nhạy nguyên nhân. Chỉ là nghe được thanh âm không quan hệ, không muốn cùng nó giao lưu. Bách cảnh thánh tôn nhắc nhở, huyền phong trưởng lão cũng nhẹ gật đầu, đúng, nếu như thanh âm kia muốn cùng ngươi giao lưu, ngươi đừng để ý tới có lẽ là phía trước sau trời kết giới xảy ra vấn đề, cho nên ngươi mới có thể nghe được. ngươi là ngôn linh ngọc chủ nhân, khả năng yêu vật đều sẽ nghĩ đến mê hoặc ngươi. ngươi muốn trấn thủ trụ nội tâm của mình, tiểu ảnh tiểu tử, ngươi bảo vệ cẩn thận nàng, vững chắc tốt tinh thần của nàng cùng thần hồn. Từng. Nam cung túc ảnh lên tiếng, lần nữa nắm chặt thiên tiểu ngữ tay. sư huynh, ta đi trước tinh thần điện nhìn một chút, các ngươi sau đó lại đến nếu ta không cho các ngươi tín hiệu các ngươi lập tức rời đi thất trưởng lão bỗng nhiên đi đến phía trước nhất nghiêm túc nói hắn lo lắng phía trước có mai phục hắn lo lắng hơn gió táp sư huynh thân thể xảy ra vấn đề thụ hoặc thần lực lượng ảnh hưởng giang thiên ngữ nghe xong vội vàng nói thất sư thúc không muốn lại tách ra đi cùng một chỗ đi vô luận phía trước có cái gì chúng ta cùng nhau đối mặt huyền phong trưởng lão cũng nhẹ gật đầu đúng cùng nhau đối mặt đơn độc hành động lại càng dễ bị hoặc thần lực lượng ảnh hưởng. Huyền phong trưởng lão vừa dứt lời, Giang Thiên Ngữ liền cảm thấy có cái gì không đúng, nàng cảm giác trong không khí giống như có đồ vật gì hướng nàng bơi tới. Chương 604, sẽ có vẫn lạc nguy hiểm, Nam Cung Túc Ảnh ngay lập tức phát giác được thiên tiểu ngữ dị thường, hắn nắm chặt nàng tay, hỏi, có phải là cảm giác được cái gì? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, đúng, ta cảm giác có đồ vật hướng chúng ta, phía sau nàng vẫn chưa nói xong chợt im lặng, bởi vì nàng phát hiện có một cổ lực lượng đang nỗ lực ảnh hưởng nàng, lôi kéo nàng hướng phía trước, nhưng là cổ lực lượng này đối với nàng đến nói có thể là yếu chút, thân thể của nàng căn bản không có bị kéo động, ngược lại là để nàng thông qua cổ lực lượng này phát hiện lực lượng nơi phát ra, một đầu nửa ẩn tại không trung cá, đầu này đuôi cá rất dài, là rất tiên khí màu trắng, lưu động lúc cái đuôi đằng sau giống như nâng một đầu màu trắng linh yên, nàng nhẹ nhàng túng hạ nam ảnh ca ca tay, thấp giọng nói, ngươi nhìn thấy sao? Một con cá, nam cung túc ảnh thần sắc biến đổi, vì cái gì mỗi lần thiên tiểu ngữ nhìn thấy đồ vật, hắn đều không nhìn thấy, thiên tiểu ngữ có thể nghe được thanh âm, hắn cũng nghe không đến, bởi vì không rõ cái này nguyên nhân trong đó, hắn nhìn về phía huyền phong trưởng lão cùng bách cảnh thánh tôn bọn hắn, huyền phong trưởng lão lúc này chính dựng lỗ tai lắng nghe bốn phía động tĩnh, thấy tiểu ảnh tiểu tử nhìn hắn, hắn khẽ lắc đầu, ta không thấy được. Bách Cảnh Thánh Tôn có chút kỳ quái mà nói, ta cũng không thấy được. Nha đầu, ngươi hình dung một chút con cá kia là dạng gì cá? Giang Thiên ngữ vừa muốn nói chuyện, liền gặp đầu kia tại lôi kéo mình cá đột nhiên quay đầu chạy, mà lại chạy thời điểm còn hóa thành một đầu màu trắng sợi tơ, nhìn rất là quỷ dị. Nàng hít sâu một hơi, nhanh chóng cùng mọi người hình dung một chút nàng nhìn thấy quái ngư. Bách Cảnh Thánh Tôn nghe xong sững sờ trong chốc lát, bỗng nhiên thần sắc có chút cổ quái nói ra: ngươi thấy đừng không phải một con cá là một con rồng đi huyền phong trưởng lão giật mình cấp tốc nói ra đúng là rồng cửu thần tinh hải tiên đoán thần long có điều người bình thường là không nhìn thấy nó chỉ có trên thân có công lớn đức người lại người mang đại công đức người thánh giả sắp vẫn lạc nó mới có thể xuất hiện giang thiên ngữ nghe được cái này không bình tĩnh người mang đại công đức người cái này không thể nói là ta đi dù sao chỉ có nàng có thế trông thấy con cá kia không là con rồng kia bách cảnh thánh tôn đau đầu mà nói bất kể có phải hay không là đều phải cẩn thận một chút mới được tiểu ảnh tiểu tử ngươi phải tăng gấp bội cẩn thận huyền phong trưởng lão ngươi tại trái phải ta ở bên phải thất trưởng lão đoạn hậu đi đến một bước này hắn cũng không hy vọng mình tiểu tôn nữ sẽ gặp phải nguy cơ nam cung túc ảnh lúc này cũng thật là lo lắng hắn không có cách nào tưởng tượng thiên tiểu ngữ sẽ có vẫn lạc nguy hiểm cho nên lựa chọn của hắn là lần nữa dùng mình long hồn lực lượng bảo vệ thiên tiểu ngữ, tại bên cạnh nàng bày ra kết giới. Một đoàn người mang theo vô cùng tâm tình nặng nề chậm rãi hướng cửu thần tinh hải tinh thần điện đi đến, mà tinh thần điện bên này đại môn lúc này là mở ra, ngoài cửa thủ hai đầu con mắt tỏa sáng thánh thú, bên trong còn đứng một chút người, nếu là giang thiên ngữ tốc độ nhanh một chút liền sẽ nhìn thấy, trước đó bọn hắn khổ tìm không được, lại đi một chuyến lạc nguyệt sơn nam cung vân bọn người lúc này cũng xuất hiện tại tinh thần điện bên trong lại giống như hòn đá quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, tại bọn hắn ngay phía trước, có một cái mang theo mặt nạ người ngồi một tấm tinh quang ống ánh trên bảo tọa, ngón tay của hắn gõ nhẹ bảo tọa, toàn bộ đại điện đều vang lên một trận cổ quái ma âm, đến tốc độ thật đúng là đủ chậm. Người đeo mặt nạ bỗng nhiên không có tính nhẫn nại hừ lạnh một tiếng, quỳ trên mặt đất nam cung vân nháy nháy mắt, giống như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng là một chữ thanh âm cũng không có phát ra tới, phế vật người đeo mặt nạ nhìn xem Nam Cung Vân một chút, dưới mặt nạ con mắt tràn đầy ghét bỏ, chúa công, có muốn hay không ta đi giết bọn hắn. Một bên một cái ẩn nấp tại dưới hát bào nam nhân hung ác nham hiểm nói, bọn hắn không đến, đồ vật không bỏ ra nổi tới. Chờ một chút, vâng, phái người nhìn chầm chầm điểm, để bọn hắn thuận lợi tiến vào tinh thần điện, vâng, bởi vì người đeo mặt nạ một câu, đã tới gần tinh thần điện Giang Thiên Ngữ bọn người rất thuận lợi liền tiến vào tinh thần điện địa bàn, không tiếp tục gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm. Nhìn xem đại môn kia rộng mở tinh thần điện, Giang Thiên Ngữ minh bạch, đã có người đang chờ bọn hắn, mà huyền phong trưởng lão lại là lần nữa nhíu mày, hắn sợ gió táp sư huynh ở bên trong, đến lúc đó trái lại đối địch với bọn hắn, khi đó tình cảnh của bọn hắn liền sẽ càng nguy hiểm, muốn đi vào sao? Đứng tại tinh thần điện cổng, thất trưởng lão có chút do dự hắn giống như đã nghe được một chút khí tức quen thuộc mà những khí tức này tựa như là thuộc về đại sư huynh của bọn hắn thần đạo các đại trưởng lão nhưng rõ ràng đại trưởng lão đã không tại nhưng là khí tức của hắn lại như cũ tồn tại điểm này liền đã rất quỷ dị trừ đại trưởng lão khí tức thần đạo các bên trong bọn hắn quen biết khí tức cũng không ít tiến vào nơi này bọn hắn rất có thể liền là chân chính đồng môn tương tàn huyền phong trưởng lão hít sâu một hơi nên đến cuối cùng sẽ đến tránh cũng tránh không xong. Đồ nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Giang thiên ngữ nhìn thoáng qua bên người nam ảnh ca ca, chúng ta đi vào, nam cung túc ảnh gật gật đầu, đi vào, đã đến nơi này, lại lùi bước lại có thể lùi bước đi nơi nào. Hiện tại quá nhiều sự tình đã phá vỡ tưởng tượng của hắn, nhưng hắn có một chút là minh xác, hắn phải bảo vệ thiên tiểu ngữ, hắn cũng nguyện ý tin tưởng, thượng cổ cấm thần miếu cho thiên tiểu ngữ lưu lại cái kia màu thiên thanh cấm văn có thế bảo hộ nàng. Hắn cũng nguyện ý tin tưởng, Thiên đạo cuối cùng là đứng tại chính nghĩa cái này phương, mấy người mang theo tuyệt quyết tín niệm, tâm tình nặng nề tiến vào tinh thần điện, nhìn thấy canh giữ ở cổng thánh thú lúc, bọn hắn chưa thú dừng lại, nhìn thấy tinh thần điện hai bên trong coi người lúc, bọn hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng liếc nhìn một chút, thẳng đến bọn hắn đi đến phía trước, nhìn thấy quỳ trên mặt đất một đám người, lúc này mới dừng bước, mà Huyền Phong trưởng lão khi nhìn đến ngồi tại sao trời trên bảo tọa người đeo mặt nạ lúc, sắc mặt nháy mắt trắng bệch một mảnh ngươi ngươi không phải đại sư huynh người này mặc dù mang theo đại sư huynh bình thường sẽ mang mặt nạ có thể từ hắn tư thế ngồi hắn rõ ràng nghĩ đến một cái không nên xuất hiện ở nơi này người là sư phụ là sư phụ của bọn hắn thần đạo các người sáng lập ta cũng không cùng các ngươi nói nhảm nhiều tiểu nha đầu tiến lên đây dùng máu của ngươi mở ra gian mật thất thứ ba đừng để ta động thủ nam cung túc ảnh nghe được cái này vô ý thức nắm chặt thiên tiểu ngữ tay không biết vì cái gì hắn nhìn phía trước người mang mặt nạ này thế mà có chút quen mắt giống như ở nơi nào nhìn thấy qua bởi vì không nghĩ rõ ràng ánh mắt của hắn nhìn về phía mình phụ hoàng hắn không rõ liền một hồi không gặp hắn vì cái gì lại quỳ gối nơi này lần này vẫn là giống một khối đá đồng dạng nếu là dạng này hắn không rõ lúc ấy hắn vì cái gì cái gì cũng không nói nhất định phải rời đi ngươi là ai Giang thiên ngữ lúc này con mắt nháy cũng không có nháy mà nhìn xem trên bảo tọa người đeo mặt nạ, ánh mắt tại một cổ lực lượng thần bí tác dụng dưới chậm rãi xuyên thấu mặt nạ, muốn nhìn rõ bộ mặt thật của hắn. Chương 605, mau chóng rời đi, bỗng nhiên, người đeo mặt nạ bỗng nhúc nhích, Giang thiên ngữ cảm giác ánh mắt của mình bị cái gì đâm một cái, nhưng cho dù là dạng này, dụi dụi con mắt về sau, nàng vẫn là lần nữa hướng người đeo mặt nạ nhìn lại, chỉ có điều, lần này nàng lặng lẽ đem phục ấn cầm ở trong tay cũng dùng trận pháp tiến hành bản thân bảo hộ rất nhanh tầm mắt của nàng xuyên thấu tấm mặt nạ kia nhìn thấy người kia bộ mặt thật người này dáng dấp thực sự là cùng nam ảnh ca ca phụ hoàng rất giống trừ lão một chút khí tức cường hãn hơn chút địa phương khác thật nhiều giống mà người đeo mặt nạ rất hiển nhiên cũng đã ý thức được tiểu nha đầu nhìn thấy bộ mặt thật của hắn hắn giơ tay lên giật giật nhưng rất nhanh lại rủ xuống ta lập lại một lần nữa dùng máu của ngươi mở ra gian mật thất thứ ba, đừng để ta động thủ. Gian thiên ngữ hơi trầm mặt một hồi, sau đó dùng linh lực xẹt qua đầu ngón tay của mình, mặc cho huyết dịch ngưng ở đầu ngón tay. Ngay tại nàng muốn bắn ra máu trên tay mình châu lúc, nam cung túc ảnh đưa tay cầm nàng tay, thậm chí, hắn đưa nàng chảy máu ngón tay ngậm vào trong miệng, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Giang thiên ngữ phát hiện máu của mình bị nam ảnh ca ca nuốt vào trong miệng về sau, thân thể của nàng có một loại kỳ quái phản ứng, giống như, giống như có đồ vật gì tại sinh trưởng, mà lúc này, Nam Cung Túc ảnh lại là buông ra thiên tiểu ngữ tay, Huyền Phong trưởng lão cùng Bách cảnh thánh tôn không rõ tiểu ảnh tiểu tử đang làm cái gì, cho nên đều nhìn hắn, đối với hắn nháy mắt, ta một lần cuối cùng cùng ngươi nói, tiểu nha đầu, đem mật thất mở ra. Người đeo mặt nạ đã hơi không kiên nhẫn, trên người Túc sát ý tứ đã trong mắt hắn lưu động, ngay tại Giang Thiên ngữ chuẩn bị lần nữa ngưng tụ máu của mình lúc Nam Cung Túc ảnh lại là bỗng nhiên mở ra ngón tay của mình, đem một giọt máu bắn vào gian mật thất thứ ba bên trên trong phong ấn. Hô, một trận cuồng phong thổi qua phong ấn, có đồ vật gì răng rắc một tiếng rơi xuống. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái đen nhánh khóa lớn từ mật thất phía trên rơi xuống, một quyển màu vàng bí lục tự động bồng bềnh mà ra. Ngay tại người đeo mặt nạ đưa tay muốn cầm thời điểm, màu vàng bí lục chợt ở giữa hóa thành một chút điểm kim quang, tại không trung tản ra. Người đeo mặt nạ đưa tay đi bắt giữ, thế nhưng lại bắt không, mà Giang Thiên Ngữ đưa tay đi bắt giữ lúc, này chút ít Kim Quang lại thần kỳ chủ động rơi vào lòng bàn tay của nàng. Ngay sau đó, Giang Thiên Ngữ cảm thấy có một cổ lực lượng cường đại từ Kim Quang bên trong tràn vào lòng bàn tay của mình, lớn mạnh thần hồn của nàng, mà người đeo mặt nạ cũng là vào lúc này hướng Giang Thiên Ngữ đánh ra một chưởng, khoanh, người đeo mặt nạ thực lực cực mạnh, một chưởng này cũng là dùng 10 phần 10 lực lượng cho dù là đứng ở một bên huyền phong trưởng lão cũng không kịp ngăn cản, bách cảnh thánh tôn tức thì bị cổ lực lượng này cho quét đến một bên. Ngay tại tất cả mọi người coi là Giang Thiên Ngữ sẽ xảy ra sinh chịu một chưởng này thời điểm, có người lại là ngăn tại trước mặt của nàng, thay nàng thụ một chưởng này, nam ảnh ca ca, Giang Thiên Ngữ thực sự là không cách nào tưởng tượng, nam cung túc ảnh tốc độ thế mà lại nhanh như vậy, thế mà xuyên thấu kia mặt nạ hư không chi chưởng, ngăn tại trước mặt của nàng. Nam cung túc ảnh khóe miệng tràn ra một vòng vết máu, nhưng hắn rất nhanh đưa tay xóa đi, đưa tay đem nhận kinh ngạc thiên tiểu ngữ ôm vào trong ngực, ta nói qua, ta sẽ không để cho ngươi thụ thương. Nghĩ người thương tổn ngươi, vô luận là ai, ta đều sẽ không bỏ qua." Nói, hắn trở tay một chưởng, chụp về phía người đeo mặt nạ, tại không ít xem ra đây là lấy trứng chọi đá một chưởng, nhưng trên thực tế, người đeo mặt nạ kia lại là bị một chưởng này cho vung ra rất xa nặng nề mà ngã tại tinh thần điện trên vách tường. Sao? Làm sao có thể? Người đeo mặt nạ không dám tin tưởng nhìn xem hắn coi là không có cái uy hiếp gì tính tiểu tử thúi. Huyền phong trưởng lão cùng bách cảnh thánh tôn lúc này cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem tiểu ảnh tiểu tử, vừa mới người đeo mặt nạ một trưởng kia, bọn hắn đều không nhất định có thể đón lấy, tiểu ảnh làm sao có thể đón lấy, còn trái lại tổn thương người đeo mặt nạ. Nam cung túc ảnh nhịn xuống nội tâm cuồn cuộn khí huyết, trầm giọng nói, không có cái gì không có khả năng. Ngươi dám động nàng thử xem, nhìn xem ta có thể hay không đưa ngươi chú sát mà chết, một câu, để người đeo mặt nạ đen mặt, một câu nói kia cũng nháy mắt để huyền phong trưởng lão cùng bách cảnh thánh tôn bọn người minh bạch nguyên nhân, chú sát, chân long nhất tộc chú sát, kỳ thật liền thật chỉ là đối ma long giáo nhất tộc hữu dụng, nói cách khác, trước mắt người đeo mặt nạ này, rất có thể là ma long giáo phía sau giáo chủ, cái kia ẩn tàng phải sâu nhất người. Chờ một chút, người mang mặt nạ này mang tới người rõ ràng là thần đạo các người a. À, kia chẳng phải là Ma Long giáo phía sau giáo chủ, nhưng thật ra là thần đạo các người. Nếu là dạng này, vậy cái này thật là sách chuyện cười lớn a. À. Giang Thiên ngữ lúc này cũng sâu kín thở dài một cái, ngươi cùng Nam Linh Quốc Thái thượng hoàng Nam cung Vân dáng dấp rất giống. Có lẽ, ngươi là Nam ảnh ca ca gia gia, nói đến đây, nàng cũng nhịn không được nở nụ cười quay tới quay lui những cái kia làm hại lục giới người thế mà ngay tại bên cạnh nàng nam cung túc ảnh nghe được thiên tiểu ngữ cười như vậy âm thanh có chút hoảng hốt hắn muốn giải thích cái gì nhưng trong lúc nhất thời lại cũng không thể nói gì hơn bởi vì hắn kỳ thật cũng là như thế đoán bởi vì hắn đối này mặt nạ có có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc nghe được bọn hắn nói như vậy người đeo mặt nạ kia lại là cười lạnh một tiếng vô tri tiểu nhi lớn lên giống lại có thể nói rõ cái gì đâu, dứt lời, hắn lại một chưởng hướng gian thiên ngữ đánh ra, nhưng lần này nam cung túc ảnh lại là ông lấy thiên tiểu ngữ né tránh, ngay tại người đeo mặt nạ lần thứ ba bắt đầu công kích thời điểm, quỳ trên mặt đất không thể động đậy nam cung vân bỗng nhiên động, hắn lấy một cái quỷ dị tư thế trên mặt đất vạch cái vòng, sau đó bỗng nhiên phi thân lên, nhào về phía người đeo mặt nạ, thế công của hắn rất mạnh, người đeo mặt nạ phản ứng cũng rất nhanh, một chân liền đem hắn đá bay nhưng nam cung vân thân thể cũng rất kỳ quái bỗng nhiên liền toàn thân bắt đầu cháy rừng rực như cái hỏa cầu đồng dạng phóng tới người đeo mặt nạ lần này mượn thế lửa hắn vững vàng ôm chặt người đeo mặt nạ giang thiên ngữ rất rõ ràng mà nhìn xem người đeo mặt nạ sắc mặt biến trên người lực lượng cũng tại xói mòn thừa dịp lúc này nam cung vân rống to tiểu ảnh mang theo tiểu ngữ nha đầu mau chóng rời đi nơi này nhanh lên nam cung túc ảnh một cái tay án lấy có chút khó chịu ngực một cái tay ôm chặt thiên tiểu ngữ thanh âm khàn giọng mà hỏi thăm vì cái gì nam cung vân lúc này đã đang thiêu đốt sinh mệnh hắn nhìn thoáng qua con trai mình ánh mắt bỗng nhiên nhu hòa một chút tiểu tử ngốc ngươi biết ta vẫn luôn là muốn phục sinh ngươi mẫu phi thôi ta nghĩ tới bất kể hết thảy từ bỏ hết thảy để nàng sống tới ta cần ngôn linh ngọc cần một khối hoàn chỉnh ngôn linh ngọc nhưng cuối cùng là thất bại ta biết tiểu ngữ nha đầu trên tay ngôn linh ngọc kỳ thật cũng không hoàn chỉnh nàng cũng không có nắm giữ hoàn chỉnh ngôn linh lực lượng. Đây đều là mệnh, ta biết ngươi oán phụ hoàng, nhưng ta không hối hận. Ta thật không hối hận làm như thế, ngươi mẫu phi là chân chính chân long hậu duệ, gả cho ta, thật là nàng kiếp nạn. Chương 606, hóa ra là hắn, tiểu ảnh, trước kia ngươi không phải tổng không rõ, vì cái gì ngươi một cùng ta ở lâu một điểm liền sẽ không thoải mái, trong cơ thể long hồn thú huyết cũng sẽ bạo động, kỳ thật, trên người ta là có nguyền rủa ma long nhất tộc cùng chân long nhất tộc ở giữa tồn tại nguyền rủa nhưng trên thực tế ta cũng không phải là chân chính ma long hậu duệ năm đó vì có thế bảo hộ ngươi ta cùng ngươi mẫu phi thiết hạ kế trọng đổi trên người ngươi huyết dịch còn có chính là ta cũng không phải là thật ngọc thanh sư thái nghi tử năm đó ngọc thanh sư thái cùng lúc ấy hoàng thượng hài tử sinh ra tới liền chết rồi nhưng là ngọc thanh sư thái vì cầm quyền hậu cung đạt được lúc ấy hoàng thượng yêu thương cho nên để người tìm đứa bé thay thế con của nàng ta chính là cái kia từ ngoài cung ôm vào hài tử ngươi vẫn nghĩ biết ngọc thanh sư thái thân phận trước kia không nói cho ngươi một là ta thật không quá xác định thứ hai là bởi vì biết thân phận nàng đặc thù ngươi ta đều không thể đối kháng chính diện nhưng bây giờ ta biết rõ ràng rất nhiều chuyện ta có thể nói cho ngươi ngọc thanh sư thái chính là ma long giáo minh giáo duy nhất thánh nữ mà ma long giáo giáo chủ kỳ thật chính là lúc ấy ẩn nấp tại Nam Linh Quốc, chờ đợi tìm kiếm ngôn linh ngọc lão hoàng đế, cũng chính là ta trên danh nghĩa phụ hoàng. Các ngươi bây giờ thấy người mang mặt nạ này, hắn lúc ấy tại Nam Linh Quốc cũng chưa chết, mà là ẩn cư tại Ngọc Thanh núi lân cận, ngươi. Lại không phải huyết mạch của ta. Người đeo mặt nạ giống như mới biết được cái này chân tướng, bị nhốt thiêu đốt thân thể bỗng nhiên phát ra một cổ nghịch thiên hồng quang. Nam Cung Vân cười thảm một tiếng, muốn trách, ngươi liền trách nữ nhân kia đi nàng tại đổi hài tử thời điểm liên tiếp hài tử máu cùng nhau đổi được trên người ta, ngươi không thể nhận ra cảm giác cũng là bình thường. Ngươi muốn ngôn linh ngọc, nàng cũng muốn, ta cũng muốn, trên đời này, đối ngôn linh ngọc có ý đồ tâm người quả nhiên là rất nhiều, ca cao tiết A, à, phụ hoàng. Nam cung túc ảnh thì thào lên tiếng, hắn muốn cứu hắn, thế nhưng là, ngay tại hắn duỗi xuất thủ thời điểm, thiêu đốt thành hỏa cầu Nam cung vân lại là đột nhiên hóa làm châm chút lửa quan tiêu tán cuối cùng, hắn chỉ nghe được một câu, tiểu ảnh, đừng thương tâm, ta tùy ngươi mẫu phi đi. Chiếu cố tốt mình, nhỏ giọt, không trung có hạt mưa rơi xuống, Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người đeo mặt nạ kia quanh thân không biết sao đột nhiên bị từng đạo cột nước bao bọc, trước đó còn toàn thân thiêu đốt hỏa diễm vậy mà liền này dập tắt, dương mắt nhìn lại, người đeo mặt nạ lúc này quần áo có chút chật vật, nhưng trạng thái nhìn cũng không tệ lắm, ngay tại Giang Thiên Ngữ lòng tràn đầy phòng bị, coi là người đeo mặt nạ lại sẽ tập kích bọn hắn thời điểm người đeo mặt nạ mặt nạ trên mặt lại đột nhiên lạch cạch một tiếng mất đi chèo chống rớt xuống lúc này tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ người đeo mặt nạ bộ mặt thật gương mặt kia quả nhiên là cùng nam linh hoàng có bảy tám phần tương tự người đeo mặt nạ đảo mắt bốn phía một chút bỗng nhiên một chưởng hướng nam cung túc ảnh bắt tới có điều lần này là giang thiên ngữ phản ứng nhanh chóng ngăn tại trước mặt hắn đồng thời cực nhanh vung ra một chưởng ngăn cản công kích của hắn người đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng tiểu nha đầu đừng không biết lượng sức nếu ngươi không phải ngôn linh ngọc chủ nhân nơi này tất cả mọi người bên trong ngươi sẽ trước hết nhất chết đi kia cũng chưa chắc huyền phong trưởng lão bỗng nhiên đi lên trước đi đến phía trước nhất ngăn tại mình đồ nhi cùng tiểu ảnh tiểu tử trước mặt có hắn tại hắn là sẽ không để cho hắn thương hại hai đứa bé này tiểu ảnh tiểu tử các ngươi lui xuống trước đi ta cùng hắn là người quen biết cũ huyền phong trưởng lão lúc nói chuyện đối nam cung túc ảnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái hắn đã nhìn ra lúc trước những cái kia kim quan giao phó cho lực lượng nhưng thật ra là bị phân giải rơi ngôn linh ngọc lực lượng một bộ phận tiểu đồ nhi nếu là không thể đem lực lượng chỉnh hợp bọn hắn có thể là đối phó không được người đeo mặt nạ này mà lại người đeo mặt nạ này thân phận chân chính hắn lúc này cũng đoán được hắn là có được phân thần lực lượng gió táp sư huynh thế mà là hắn nha có lẽ hắn biến hóa thân phận thường xuyên người khó mà phát giác nhưng là hắn vừa mới sử dụng lực lượng bên trong hắn cảm thấy a à, thua thiệt hắn cùng tiểu đồ nhi trước đó như vậy tin tưởng hắn thất trưởng lão lúc này thần sắc cũng phi thường phức tạp bởi vì huyền phong sư huynh một câu người quen biết cũ để hắn có một cái đáng sợ suy đoán lại nhìn về phía lộ ra chân dung người đeo mặt nạ suy nghĩ của hắn rất mau trở lại đến cực kỳ lâu trước kia khi đó giáo táp sư huynh tu vi còn không phải cao như vậy hắn có cái yêu thích, thích vô cùng chế tác đủ loại mặt nạ. Trong mơ hồ, hắn nhớ kỹ hắn liền gặp xem qua trước cái này một tấm gương mặt dưới mặt nạ. Lúc ấy hắn còn cười nàng, chờ tu luyện tới nhất định tình trạng, sử dụng huyễn nhan lực lượng là được, mặt nạ có cái dạng gì, mặt nạ loại vật này, chỉ có cần dịch dung phàm nhân cần. Kết quả, hắn không nghĩ tới chính là, hắn coi là thật tại phàm giới có một cái thân phận đặc thù, ha ha, hắn giấu thật là tốt. Trách không được trước đó tiểu ngữ nha đầu tại ngôn thiên đại điện dày vò lâu như vậy người sau lưng đều chưa từng xuất hiện cách không được ngôn linh ngọc hiện thân mà long giáo giáo chủ không xuất hiện cách không được đại sư huynh cuối cùng một vòng thần hồn sau khi xuất hiện một lòng đi giải phong phong thần đại trận nhưng lại không rõ vạch ra hung thủ thật sự là ai bởi vì hung thủ thật sự liền ở bên cạnh họ a à. nếu là đại sư huynh tại chỗ nói ra có lẽ hắn kia một sợi thần thức căn bản không có biện pháp giải phong đại trận cứu bọn họ, cũng cứu tiểu ngữ nha đầu đi. Giang Thiên ngữ không biết khoảng thời gian này mình sư phụ cùng thất sư thúc đều nghĩ thứ gì, nàng chỉ cảm thấy sắc mặt của bọn hắn rất kém cỏi, mà lại mỗi nhìn người đeo mặt nạ một chút, trong mắt bọn họ bi vẫn càng mãnh liệt, nàng nghĩ, có lẽ là bọn hắn nhận ra thân phận của người này đi. Chỉ là bởi vì nàng ít đi rất nhiều ký ức, có chút nhớ không rõ ở trong đó liên quan. Nha đầu, ngươi đến bên cạnh ta tới. Bách cảnh thánh tôn bỗng nhiên lên tiếng hắn hiện tại thật không yên lòng nha đầu này đợi tại bất luận người nào bên cạnh cho dù là tiểu ảnh tiểu tử kia hắn tại vừa mới điểm điểm kim quan bên trong giống như ý thức được cái gì những người này kỳ thật đều là muốn ngôn linh ngọc liền xem như tiểu ảnh tiểu tử giống như cũng có chỗ nào có chút kỳ quái nhưng cụ thể hắn lại không nói ra được cho nên lựa chọn của hắn là đem tiểu nha đầu kêu tới mình bên người tự mình thủ hộ nàng giang thiên ngữ coi là trăm gia gia là lo lắng nàng cho nên rất nghe lời đi tới. Nhưng ở nam ảnh ca ca cũng phải đi theo khi đi tới, nàng lại phát hiện trăm gia gia ánh mắt lạnh mấy phần, ánh mắt ra hiệu nam ảnh ca ca không nên tới gần. Nam cung túc ảnh không rõ ràng cho lắm, nhưng bước chân vẫn là dừng một chút. Hắn thấy, ở đây những người này, kỳ thật bách cảnh thánh tôn có thể dựa nhất, cho nên hắn cũng không nói gì, nghe lời cùng thiên tiểu ngữ bảo trì khoảng cách, nhưng lại sẽ không quá xa. Người đeo mặt nạ lúc này cũng mặc kệ những người này thấy thế nào mình, phải chăng đoán được chân tướng, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía bách cảnh thánh tôn bên người tiểu nha đầu, hiện tại, đưa ngươi ngôn linh ngọc giao ra, giang thiên ngữ lần này nhưng không có như vậy nghe lời, nàng đứng không hề động, ngón tay lại là lặng lẽ ngoắc ngoắc, nàng phát hiện, tại nàng nhìn không thấy địa phương, kỳ thật vẫn có cổ lực lượng đang tràn vào thân thể của nàng. Chương 607, hắn vẫn là sợ chết, chỉ có điều, lần này cổ lực lượng kia là từ lòng bàn chân của nàng bên trong đi lên tuôn ra người đeo mặt nạ gặp nàng không hề bị lay động, dường như còn có tiểu động tác, hắn rốt cục kiên nhẫn mất hết, ngón tay tại không trung kết xuất một cái phức tạp ấn kết, quát lạnh một tiếng, giết, một chữ giết, đứng tại tinh thần điện hai bên người nhau nhau như băng lãnh cổ máy giết người, hướng gian thiên ngữ vị trí tập sát mà đi. Mà người đeo mặt nạ bản thân cũng hướng phía bảo hộ ở tiểu nha đầu bên cạnh thân nam cung túc ảnh cùng huyền phong trưởng lão bọn người công kích mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sao trời đại điện che kín sát cơ, ở đây mỗi người đều cuốn vào trong cuộc chiến tranh này. Trước đó cùng Nam Cung Vân cùng một chỗ quỳ trên mặt đất thiên tuyết quốc hoàng đế cùng đông nguyên quốc hoàng đế cũng bỗng nhiên đứng lên, lấy đốt cháy tự thân thần hồn cùng thân thể phương thức phóng tới người đeo mặt nạ. Túc Vương, hôm nay ta giúp ngươi một lần. Chỉ hy vọng ngươi cũng đáp ứng ta một điều thỉnh cầu, mời tại ngươi đủ khả năng tình huống dưới, hộ con ta bình an. Đông Nguyên quốc hoàng đế hét lớn một tiếng, bỗng nhiên lấy tự bạo phương thức vọt tới người đeo mặt nạ, to lớn tự bạo lực lượng cùng xen lẫn nguyền rủa lực lượng, khiến cho người đeo mặt nạ liên tiếp đổ mấy bước, mà lúc này, thiên tuyết quốc hoàng đế cũng quát lạnh một tiếng, túc vương, con ta cũng nhờ ngươi. Thỉnh an toàn đem hắn mang về thiên tuyết quốc. Ở đây ta cũng giúp ngươi một lần, ta chính là thiên tuyết thánh tộc hậu duệ, kỳ thật chính là băng phong ma long tộc nhất tộc. Vạn tiễn thần mộ mở ra tộc ta cũng có sai, lần này coi như đền bù nói xong thiên tuyết quốc hoàng đế hóa thân một đạo băng tuyết chi kiếm hướng người đeo mặt nạ đâm tới người đeo mặt nạ sắc mặt đại biến muốn né tránh nhưng kia băng tuyết chi kiếm lại là tại hắn lúc hóa thành mấy vạn đạo băng tuyết lưỡi đao đem cả người hắn bao vây lại đinh 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 từng đạo băng tuyết kết giới dâng lên thiên tuyết quốc hoàng đế thân ảnh bỗng nhiên tại trong kết giới biến mất tại cái này một mảnh trắng xóa trong kết giới có một đạo băng hào quang màu xanh lam lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc Giang Thiên Ngữ phát hiện người đeo mặt nạ thân thể giống như mặt kính bị đụng nát, vỡ ra, thiên tuyết thánh tộc. Nên giết. Người đeo mặt nạ phân liệt thân thể phát ra một tiếng dài rống, kia từng đạo băng tuyết kết giới cứ như vậy bị chấn bể, các ngươi coi là dạng này liền có thể giết ta sao? Vậy các ngươi cũng quá coi thường ta, nói, người đeo mặt nạ thân thể đột nhiên hóa thành vỡ nát, nhưng rất nhanh, lại có một đạo dị quan nhanh chóng chữa trị những bóng người kia mảnh vỡ chờ bóng người lần nữa ngưng tụ lúc đám người phát hiện người đeo mặt nạ vừa mới biến bất địa phương lại xuất hiện một người cái này cá nhân đối với huyền phong trưởng lão bọn hắn đến nói là xa lạ thế nhưng là đối với nam cung túc ảnh đến nói lại là không thế quen thuộc hơn được bởi vì trước mắt xuất hiện người là tiến vào cổ hoang bí cảnh sau liền vẫn không có gặp lại cẩm vương nam cung túc ảnh sắc mặt âm trầm nhìn xem cẩm vương tâm tình phức tạp không thôi tại sao là ngươi ngươi chuyện không nghĩ tới nhiều lắm ta không muốn cùng các ngươi nói nhảm, giao ra ngôn linh ngọc đi, nếu không, các ngươi tất cả đều sắp chết tại cái này tinh thần điện bên trong. Huyền phong trưởng lão nhìn thoáng qua cảm xúc chập trùng khá lớn tiểu ảnh tiểu tử, trầm giọng nói, đây là phân thần thuật, hắn chỉ là dùng người khác thân thể, nghe được hắn giải thích như vậy, người đeo mặt nạ còn tương đương cao hứng, hắn thậm chí là vừa cười vừa nói, không sai, chính là phân thần thuật, tiểu tử thúi, ta hiện tại bộ này thân thể là huynh đệ của ngươi, ngươi giết hắn, thế nhưng là lại nhận nguyền rủa. Đương nhiên, ngươi nếu không tin, có thể thử một lần, hắn không thể giết, ta đến giết. Hoàn toàn không có cẩm vương tương quan ký ức Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên đem mình lực lượng toàn thân ngưng tụ trong tay tâm, một chưởng hướng người đeo mặt nạ vỗ tới, quanh, nàng nhìn như nhẹ nhàng một chưởng, lại trực tiếp đem người đeo mặt nạ đánh cho rút lui hột máu, có điều, người đeo mặt nạ không những không giận mà còn cười, hắn âm trầm cười nói, tiểu tử, thua thiệt ngươi còn băng khoăn nha đầu này, nhìn, nàng không phải hoàn toàn không lo lắng sinh tử của ngươi, một lòng đưa ngươi tại đất sao. Ta nhìn ngươi vẫn là đem thân thể nhường ra, để ta dung hợp thần hồn của ngươi được rồi, chí ít, ta sẽ báo thù cho ngươi, giết những người đó. Giang thiên ngữ động tác có chút dừng lại, nhìn về phía cẩm vương thần sắc có một tia mờ mịt, người đeo mặt nạ chính là ở thời điểm này ra tay với nàng, nhưng cũng là tại hắn xuất thủ một nháy mắt, cẩm vương thần hồn đột nhiên trở nên cường hãn lên muốn tranh đoạt mình thân thể chủ dò xét quyền cũng là tại lúc này người đeo mặt nạ động tác có một chút trì độn thừa cơ hội này giang thiên ngữ đột nhiên vung ra mình phục ấn ầm phục ấn xẹt qua không trung hung tợn nện ở cẩm vương mặt ầm quanh cẩm vương thân thể trực tiếp bị nện công một đạo rung rẩy linh hồn từ cẩm vương trong thân thể bay ra tức giận nhìn xem dùng thiên địa thần ấn đem mình bước đi ra tiểu nha đầu chỉ cần ngôn linh ngọc không hủy ta là sẽ không chết. Hôm nay thù ta sẽ ghi nhớ, nói xong, người đeo mặt nạ thần hồn bỗng nhiên liền ẩn vào không trung, muốn trốn chạy, Giang Thiên Ngữ nơi nào có thể để cho hắn chạy trốn, lập tức liền đuổi theo, huyền phong trưởng lão cùng bách cảnh thánh tôn mấy người cũng đuổi vội vàng đuổi theo, liền tại bọn hắn đuổi theo ra đi một nháy mắt, vừa mới bọn hắn đợi tinh thần điện đột nhiên bạo tạc. Âm 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 oanh, từng đợt tiếng nổ về sau, trước đó còn đứng vững tại tinh thần hải, Sa Hoa tinh thần điện cứ như vậy hủy diệt, mà tốc độ chậm một chút, không có trốn tới người ngay tại trận này bạo tạc bên trong biến mất, chỉ là đuổi theo người đeo mặt nạ ra tới Giang Thiên ngữ cũng không có thật đem người ngăn lại, bởi vì nàng phát hiện kia một sợi thần hồn vừa ra tới liền biến mất, trong không khí liền chút khí tức cùng thần hồn chấn động đều không có để lại, làm sao liền chạy đây. Giang Thiên ngữ còn tưởng rằng người đeo mặt nạ muốn cùng với nàng ăn thua đủ, sinh tử đại chiến, hiện tại xem ra hắn vẫn là sợ chết bách cảnh thánh tôn thở dài một hơi chạy trốn tới tinh thần hải liền phiền toái hơn lúc trước hắn dùng chính là người thân thể vừa đến có thể là nghĩ che giấu tung tích che giấu khí tức của mình thứ hai cũng là để cho tiện làm việc thuận tiện lừa gạt đến ngôn linh ngọc hiện tại hắn vừa trốn đến tinh thần hải lục giới chỉ sợ có đại phiền toái thất trưởng lão lúc này cũng đột nhiên phản ứng lại hắn hẳn là đã sớm làm tốt nhiều tay chuẩn bị nếu như hắn mượn nhờ lục giới tản mát ra ma khí khống chế lục giới, đó cũng là rất đáng sợ, hắn vì cái gì không còn dùng người thân thể đâu. Giang thiên ngữ hỏi ra nghi ngờ trong lòng, một cái ý đồ trưởng khống lục giới người, không có khả năng lấy hồn thể hoặc hình thú đến trưởng khống lục giới đi, thích hợp thân thể cũng là cần bồi dưỡng, nếu không sẽ thần hồn nhận hạn chế, thực lực nhận hạn chế, đến lúc đó liền không phát huy ra được hắn thực lực chân chính, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? là tìm, vẫn là chờ. Giang thiên ngữ trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý, nàng đối tinh thần hải hiểu rõ thực sự là quá ít, tiếng nói của nàng vừa dứt, nàng bỗng nhiên lại nghe được một đạo thanh âm kỳ quái, giống như, giống như lại có đồ vật gì hướng nàng bơi tới, đang lúc nàng ngưng thần lắng nghe lúc, trước mắt của nàng bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu trắng cá, không, là màu trắng tiên đoán thần long. Chương 608, ngôn chú một chút tiểu tử này, nhìn thấy nó, Giang Thiên Ngữ trong lòng lần nữa dâng lên dự cảm không tốt, chẳng lẽ, lại một trận sinh tử chi chiến lại muốn bắt đầu rồi, tiên đoán thần long đối nàng lắc lắc cái đuôi, sau đó hóa thành một đạo thủy lam sắc quan ảnh, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giang Thiên Ngữ nam ảnh ca ca đi vào bên cạnh mình, nàng đưa tay nhẹ nhàng kéo một chút ống tay áo của hắn, thấp giọng nói, nam ảnh ca ca, ngươi nhìn thấy sao? Tiên đoán thần long, nam cung túc ảnh thần sắc phức tạp lắc đầu, không nhìn thấy. Bách cảnh thánh tôn nghe được tiểu nha đầu, có chút đau đầu mà nói, ngươi lại trông thấy rồi, Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ừm. Lại nhìn thấy. Chính là, ta không biết nó đến cùng muốn nói với ta cái gì, ai, khả năng một hồi sẽ còn gặp được cái gì đi. Bách cảnh thánh tôn cũng là có chút bất đắc dĩ, huyền phong trưởng lão trầm mặt một hồi, đột nhiên hỏi, có nhìn thấy kia tiên đoán thần long là đi bên nào sao, Giang Thiên Ngữ có chút không xác định nói, đại khái là phía đông đi huyền phong trưởng lão ánh mắt sáng lên, phía đông sao? Phía đông là có cửu thần tinh viễn vị trí, đồ nhi, gia gia ngươi, cũng chính là đại sư huynh của ta để ta đem cửu thần tinh viễn chìa khóa giao cho ngươi, ta nghĩ, chúng ta nên đi cửu thần tinh viễn. Bách cảnh thánh công lúc này lại là có chút lo lắng, hắn nhìn xem huyền phong trưởng lão, có chút cẩn thận nói, huyền phong trưởng lão, làm ta ngay thẳng, ta hiện tại không thể trăm phần trăm tin tưởng ngươi, ta cảm thấy, trên người ngươi có chút kỳ quái, Huyền Phong trưởng lão sững sờ một hồi lâu mới nói, Bách Cảnh Thánh Tôn, ngươi có ý tứ gì nha? Ngươi liền ta cũng hoài nghi, hắn hoài nghi người khác thì thôi, này làm sao có thế hoài nghi mình đâu, giống hắn, liền cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi Bách Cảnh Thánh Tôn, nhưng bây giờ nghe hắn nói hoài nghi mình, hắn cũng bắt đầu hoài nghi lên Bách Cảnh Thánh Tôn tới. Bách Cảnh Thánh Tôn biểu lộ rất là ngưng trọng nói ra, ta sở dĩ hoài nghi ngươi, chính là vừa mới tại tinh thần điện thời điểm, Mặc dù ta cũng không xác định ngươi là nơi nào kỳ quái, nhưng trên người ngươi khẳng định là có vấn đề. Nói câu không sợ đắc tội, ta hiện tại liền tiểu ảnh tiểu tử cũng không tin, trên người hắn cũng có kỳ quái, nói đến đây, hắn rất chân thành nhìn về phía tiểu ngữ nha đầu, "Nha đầu, ta không phải nói chuyện giật gân muốn ly gián các ngươi, ta là thật như thế cảm giác." Đây là một loại đặc thù trực giác cảm ứng, ngươi phải tin tưởng ta, cho nên, một hồi mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi cuối cùng cùng ở bên cạnh ta. Cho dù là tiểu ảnh tiểu tử kia, ngươi cũng phải bảo trì một điểm khoảng cách, Giang Thiên Ngữ nghe được trăm gia gia suy đoán, cả người đều sửng sốt, nàng hoài nghi ai, đều là sẽ không hoài nghi nam ảnh ca ca, nàng biết, vô luận là lúc nào, hắn đều sẽ không tổn thương chính mình. Bách cảnh thánh tôn biết rất khó để tiểu nha đầu tin phục, cho nên cũng không có lại tiếp tục nói, nhưng trong lòng của hắn lại là phòng bị. Nam Cung Túc Ảnh kỳ thật cũng là có chút ngoài ý muốn Bách Cảnh Thánh Tôn sẽ hoài nghi mình, cho là mình trên thân có vấn đề, nhưng nghĩ đến mình phụ hoàng cùng Cẩm Vương sự tình, hắn không có phản bác, ngược lại là căng dặn một câu: "Thiên tiểu ngữ, ngươi nghe Bách Cảnh Thánh Tôn." Có lẽ, trên người ta thật có gì đó cổ quái địa phương cũng không nhất định. Nam Ảnh ca ca, ngươi, Nam Cung Túc Ảnh trầm giọng nói: "Ta một mực đang nghĩ, ta Long hồn huyết mạch khả năng chính là có gì đó quái lạ." bây giờ nghĩ lại trước kia trong cơ thể ta thú huyết bạo động thời điểm tựa như là có một cổ không thể khống lực lượng có điều về sau bởi vì có ngươi cổ lực lượng này bị rất tốt khắc chế nếu như đây là bởi vì ngươi có ngôn linh ngọc như vậy ta thú huyết lúc phát tác sinh ra bạo động lực lượng rất có thể chính là cùng ngôn linh ngọc tương khắc nói đến đây hắn dừng lại một chút mới nói cũng có khả năng hai loại lực lượng là đối địch hoặc là triệt tiêu lẫn nhau tất cả mọi người bởi vì hắn mà lâm vào trầm tư bên trong, Giang Thiên Ngữ cũng trầm mặt, bỗng nhiên, con mắt của nàng hiện lên một vòng hiểu rõ cùng không dám tin, nàng ngước mắt nhìn về phía một bên nam ảnh ca ca, do dự một chút mới nói, nam ảnh ca ca, ngươi nói, có khả năng hay không, trên người ngươi kỳ thật có chú ngôn thần thạch, nam cung túc ảnh biểu tình ngưng trọng, trên người ta có chú ngôn thần thạch, mặc dù hắn vừa mới nói như vậy, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới thiên tiểu ngữ nói loại khả năng này. Bách cảnh thánh tôn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đột nhiên bỗng nhiên vỗ xuống đùi, đúng, đúng. Đích thật là có loại khả năng này, tiểu ngữ nha đầu, ngươi bây giờ có thể nắm giữ bao nhiêu ngôn linh lực lượng, giang thiên ngữ có chút đau đầu mà nói, cái này ta cũng không quá xác định, không sao, trừ ngôn linh lực lượng, ngươi không phải còn nắm giữ ngôn chú lực lượng sao, ngươi nguyền rủa tiểu tử này thử xem, rủa, nguyền rủa. Giang thiên ngữ nội tâm là cự tuyệt nàng mới không muốn nguyền rủa nam ảnh ca ca hắn nhưng là nàng người trọng yếu nhất bách cảnh thánh tôn lần nữa gật đầu đúng tựa như trước ngươi tại ngôn thiên đại điện như thế tùy tiện nói chút gì ngôn chú một chút tiểu tử này gian thiên ngữ vỗ tráng trăm gia gia vô dụng cái này ta trước kia liền thử qua nam ảnh ca ca là không nhận ta ngôn chú lực lượng ảnh hưởng huyền phong trưởng lão nghe được cái này thần sắc cũng ngưng trọng lên đồ nhi ngươi thử lại một chút nếu như hắn thật không nhận ngươi ngôn chú lực lượng ảnh hưởng, vậy hắn trên thân khả năng thật sự có chú ngôn thần thạch. Nam cung túc ảnh không nghĩ thiên tiểu ngữ khó xử, nói khẽ, ngươi thử xem đi, không sao. Giang thiên ngữ do dự một chút, suy nghĩ một trận mới nói, nam ảnh ca ca, ngươi cho ta biểu diễn một cái chân long hí châu đi. Nam cung túc ảnh bất đắc dĩ nhìn xem nàng, sẽ không, khi hát cái ca, nam cung túc ảnh vỗ tráng, lúc này, ngươi sẽ không muốn nghe ca hát. Khi nếu không nữa thì ngươi nhảy một bản đi, nam cung túc ảnh khẽ cắn môi, sẽ không, bách cảnh thánh tôn nghe được hai người đối thoại, nhịn không được nói ra, nha đầu, trực tiếp lấy giọng ra lệnh nói. Mệnh lệnh, sẽ đi. Ánh mắt chuyên chú khóa chặt hắn, mệnh lệnh hắn khiêu vũ, giang thiên ngữ mặc dù không muốn làm như vậy, nhưng vẫn là theo trăm gia gia nói đi làm, nàng nghiêm túc nhìn đứng ở phía trước mình nam ảnh ca ca, cực kỳ nghiêm túc mệnh lệnh hắn, khiêu vũ. Ta không nói ngừng, không cho ngươi ngừng, dứt lời, Giang Thiên Ngữ phát hiện lòng bàn tay của mình ẩn ẩn hiện lên một vệt kim quang. Đạo kim quang này rất nhanh hóa thành điểm sáng màu vàng ống, bay về phía Nam Ảnh Ca Ca, rơi vào hắn trong tóc. Chỉ là, nàng phát hiện một màn này trừ nàng, những người khác căn bản không có phát hiện, Nam Ảnh Ca Ca mình cũng không có cảm giác. Về sau, Giang Thiên Ngữ liền phát hiện Nam Ảnh Ca Ca giơ tay lên, sau đó tay chân cứng đờ xoay một vòng huyền phong trưởng lão cùng bách cảnh thánh tôn sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ, là đoán sai, đang nghĩ ngợi, liền gặp nam cung túc ảnh dơ lên tay lại để xuống, hắn khẽ thở dài một hơi, vừa mới chỉ là một loại dẫn dắt, cũng không có loại kia ngôn chú lực lượng cưỡng chế cảm giác, được rồi, vẫn là đi cửu thần tinh viễn đi. Huyền phong trưởng lão không nghĩ lại nếm thử, hắn sợ bọn họ lại trì hoãn một chút, cửu thần tinh viễn bên kia cũng sẽ xảy ra vấn đề. Chương 609, ngôn linh ngọc mảnh vỡ, thông hướng cửu thần tinh viễn rất thuận lợi, cũng không có gặp được cái gọi là khó khăn cùng ngăn cản. Bởi vì huyền phong trưởng lão không có mang cửu thần tinh viễn chìa khóa, hắn còn cố ý sử dụng quy nguyên thuật, đem cửu thần tinh viễn chìa khóa kêu gọi đi qua. Đây hết thảy cũng rất thuận lợi, thuận lợi có chút không chân thực. Giang thiên ngữ thậm chí đang hoài nghi, sẽ có hay không có người tại cửu thần tinh viễn bên trong chờ lấy đối phó bọn hắn, liền giống như trước đó. Cửu thần tinh Uyển rất lớn, một cái chủ viện, bốn phía hết thảy có chín cái viện lạc, bọn chúng lấy tinh tướng vị trí sắp xếp, giống như là xen vào nhau tinh tế lơ lửng giữa không trung, lại giống là chìm vào nửa mưa tinh thần hải bên trong. Giang thiên ngữ bọn hắn trước hết tiến vào chính là chủ viện là, bọn hắn đi vào, cửa thần tinh viễn đại môn liền tự động đóng bên trên, cũng là cửa đóng lại trong nháy mắt, nam cung túc ảnh cảm thấy một tia làm hắn không thoải mái khí tức, nhưng nhìn thiên tiểu ngữ huyền phong trưởng lão, bách cảnh thánh tôn, bọn hắn lại là một mặt bình tĩnh hắn không có lên tiếng chỉ là cố gắng điều chỉnh thử chính mình khó chịu nhưng theo hắn càng lúc càng thâm nhập cửu thần tinh viễn hắn loại kia cảm giác không thoải mái nghiêm trọng hơn chậm rãi hắn vậy mà bắt đầu cảm thấy hoảng hốt tim đập nhanh hơn thiên tiểu ngữ hắn nhẹ kêu một tiếng lại chịu đựng không có đi kéo thiên tiểu ngữ tay giang thiên ngữ quay đầu lại nhìn xem hắn nam ảnh ca ca ngươi làm sao rồi nàng có thế cảm giác được sắc mặt của hắn không tốt lắm, Nam Cung Túc ảnh do dự một chút mới nói, ta cảm giác không quá dễ chịu. Trong này có một cổ làm ta không thoải mái khí tức, rất ngột ngạt, rất hoảng hốt, không muốn dựa vào gần, bách cảnh thánh tôn nghe được hắn, cũng xoay người lại, hắn nhìn chầm chầm tiểu ảnh tiểu tử nhìn ra ngoài một hồi mới nói, ngươi vẫn là đứng ở bên ngoài không muốn đi vào đi. Ta nói qua, trên người ngươi đúng là cổ quái địa phương, không đi vào, có lẽ càng tốt hơn một chút huyền phong trưởng lão khẽ nhíu mày nhưng vẫn là nhẹ gật đầu vậy ngươi liền canh giữ ở bên ngoài đi nếu có cái gì sự tình liền gọi chúng ta nam cung túc ảnh nhìn xem thiên tiểu ngữ sau đó đối huyền phong trưởng lão cùng bách cảnh thánh tôn xoay người hành lễ còn mời tiền bối các ngươi nhiều hơn chiếu cố thiên tiểu ngữ ta chờ các ngươi ở bên ngoài giang thiên ngữ có chút bận tâm hắn suy nghĩ một chút nàng bỗng nhiên đi qua đem mình phục ấn giao cho hắn thiên tiểu ngữ ngươi Giang thiên ngữ đặt nhẹ hạ hắn tay, ta không sao, chính ngươi chú ý, đồ vật lấy được, để phòng vạn nhất, nơi này nếu là gia gia để lại cho nàng, nghĩ đến không có tổn thương đồ đạc của nàng đi, hít sâu một hơi, nàng dẫn đầu đi vào chủ viện đại sảnh, cơ hồ là nàng đặt chân một nháy mắt, Giang thiên ngữ rõ ràng phát hiện cảnh vật bốn phía có biến hóa, trong thoáng chốc, nàng giống như nhìn thấy một mảnh rừng trúc, một bức tranh, hai một ly rượu, đột nhiên, nàng liền phản ứng lại, nàng giống như nhìn thấy vạn tiễn thần trong mộ không gian kia bích họa nhìn thấy hình tượng kỳ thật đó chính là họa linh không gian bên trong hình tượng nhưng lại tại nàng nghĩ như vậy thời điểm cảnh vật nhưng lại có một chút biến hóa nàng nhìn thấy một cái hư ảnh đưa lưng về phía cửu thần tinh hải mà ngồi ngón tay đang xen chính đạo dị quan dị quan ở giữa có một khối tại ngọc đang không ngừng xoay tròn chỉ một chút nàng liền nhận ra khối ngọc này là ngôn linh ngọc lại nhìn cặp kia sen lẫn dị quan tay nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó đây là ngôn thiên thánh sư tây mà đạo hư ảnh này cũng là ngôn thiên thánh sư chỉ là nàng đang làm cái gì nàng như thế nào lại nhìn thấy hình ảnh như vậy ngôn linh ngọc xoay tròn sau một lúc bỗng nhiên tại không trung vỡ tan thành chính khối lại mỗi một khối ngôn linh ngọc lực lượng đều bị kia chính đạo dị quan hoàng mỹ hấp thụ nhưng cũng là vào lúc này thiên không sấm sét vang dội thiên địa sụp đổ lục giới từng cái kết giới buông lỏng Ma giới mà ngăn ẩn ẩn xuất hiện lỗ thủng. Có điều, ngôn thiên thánh sư lại tại lúc này ném ra một mảnh vụn, mê bổ những cái kia nhỏ vụn lỗ thủng. Về sau, giang thiên ngữ nhìn thấy ngôn thiên thánh sư đem một khối ngôn linh ngọc mảnh vỡ ngưng kết nhu hợp, dung nhập thiên địa càng không mắt, tục tiếp một cái cổ tiên linh hệ thống, từ càng không trong mắt lôi ra ngoài một đầu màu đen không gian băng truyền, sau đó lại đem nó phong ấn, bám vào thiên địa càng không bảo điện. Giang thiên ngữ yên lặng, nguyên lai nàng ngôn linh ngọc bên trong cổ tiên linh hệ thống là như thế đến. Nguyên lai, nàng ngôn linh ngọc kỳ thật chỉ là mảnh vỡ, thật không hoàn chỉnh, làm nàng coi là màn này nên kết thúc thời điểm, ngôn thiên thánh sư nhưng lại tuần tự tan ba khối mảnh vỡ tiếng cổ tiên linh hệ thống. Giang thiên ngữ yên lặng đếm lấy, đây ý là, nàng nhưng thật ra là có được bốn khối ngôn linh ngọc mảnh vỡ, đang nghĩ ngợi, nàng phát hiện có một khối ngôn linh ngọc mảnh vỡ phản chiếu ra một mảnh rừng trúc, Ngôn thiên thánh sư thế mà đem một khối ngôn linh ngọc mảnh vỡ dung nhập một họa linh không gian bên trong, nhìn thấy cái này, nàng cả người đều ngây người, họa linh không gian thế mà cũng là ngôn linh ngọc mảnh vỡ, chờ một chút, trước đó gió táp trưởng lão cũng tiến vào họa linh không gian, còn giúp nàng dung hợp quá song phong trấn, cái này, khối này ngôn linh ngọc mảnh vỡ sẽ không là bị hắn lấy đi đi, đang lúc nàng nổi lòng khó an thời điểm, nàng nhìn thấy ngôn thiên thánh sư hư ảnh nhưng lại bắt đầu dung hợp ngôn linh ngọc mảnh vỡ chỉ là, lần này hắn đem Ngôn Linh Ngọc mảnh vỡ vùi sâu vào một tòa cung điện địa bộ, bởi vì không thấy rõ, cho nên Giang Thiên ngữ dụi dụi con mắt, một lần nữa ổn định tâm thần của mình, lại nhìn kỹ lúc, nàng phát hiện hình tượng hiện lên, chỉ mơ hồ cảm thấy, chỗ kia giống như chính là chính thần tinh điện phía dưới, Giang Thiên ngữ tâm thần khẽ động, tranh thủ thời gian lấy ra mình Ngôn Linh Ngọc, không đợi nàng cảm giác, nàng liền cảm thấy một cổ đặc thù dẫn dắt, nàng chỗ chính thần tinh điện dưới mặt đất giống như thật sự có một cái khác khối ngôn linh ngọc mảnh vỡ, có điều, không đợi nàng làm khác, trước mặt ngôn thiên thánh sư lại là đột nhiên biến mất, trước mắt của nàng chỉ còn lại một mảnh sương mù trắng xóa, giang thiên ngữ không khỏi mắt trợn tròn, nàng cái này nhìn thấy chính là đi qua phát sinh qua sự tình sao, thế nhưng là, nàng nhìn thấy ngôn linh ngọc là chia chính khối mảnh vỡ, hiện tại xuất hiện, hết thảy chỉ có sáu khối nha, đang nghĩ ngợi, trước mắt nàng lại hiển hiện một cái khác hình tượng, hình tượng bên trong, hắn nhìn thấy gia gia mình còn chứng kiến một cái vừa mới ra đời tiểu nữ anh lần này hình tượng bên trong người nói chuyện mà người nói chuyện không phải ngôn thiên thánh sư mà là gia gia mình ngôn linh chi tâm lựa chọn đứa nhỏ này vì chủ nhân ta theo nàng đi mời dùng ngôn linh lực lượng giúp ta mở ra thời gian thông đạo về sau nàng liền thấy ngôn thiên thánh sư đem một khối ngôn linh ngọc mảnh vỡ giao cho gia gia phá vỡ một mảnh hư không một mảnh thần kỳ lại rời xa cửu thần tinh hải hư không Giang thiên ngữ thấy rõ ràng, gia gia thần hồn tại xuyên qua lần này hư không bị kiếp lôi xuyên thấu, cũng may ngôn linh ngọc mảnh vỡ bảo hộ hắn, nhưng cho dù là dạng này, nàng cũng minh bạch, gia gia khi đó chỉ sợ là bị thương rất nặng. Giang thiên ngữ yên lặng đếm lấy, bảy mảnh, còn có hai mảnh ngôn linh ngọc mảnh vỡ ở đâu, có phải là nàng tụ hợp tất cả ngôn linh ngọc mảnh vỡ, hết thảy liền có thể kết thúc, đúng lúc này, nàng phát hiện toàn bộ hư không chấn động lên. Chương 610, ẩn tàng bí mật, Giang Thiên ngữ bản năng phòng bị lên, nhưng một màn kế tiếp lại làm cho nàng cả người ngây người, nàng nhìn thấy một cái vừa ra đời hài nhi, cái kia hài nhi máu me be bét khắp người, không biết là vừa sinh ra gặp cái gì kiếp nạn, vẫn là nhiễm máu của người khác, hắn một mực đang khóc lớn, ngay tại Giang Thiên ngữ cảm thấy hình tượng này có chút kỳ quái thời điểm, hình tượng bên trong lại đột nhiên xuất hiện một cái thấy không rõ diện mạo nữ nhân, cầm trong tay của nàng một khối hiện ra ý lạnh âm u hòn đá màu đen sau đó một cái dùng sức, hòn đá kia lại vạch phá lòng bàn tay của nàng. Sau một khắc, bị huyết dịch bao vây lấy hòn đá màu đen lại thần kỳ hòa tan. Giang thiên ngữ nhìn thấy, kia hòa tan hòn đá màu đen cùng người huyết dịch biến thành màu đỏ sậm, càng làm cho nàng cảm thấy không thể nào tiếp thu được chính là, nữ nhân kia thế mà đem những cái này màu đỏ sậm máu dùng thuật pháp tụ tập lại, sau đó đút cho cái kia hài nhi ăn. Giang thiên ngữ không biết thế nào, nàng đã cảm thấy nữ nhân kia quá lòng dạ ác độc kia hài nhi là con của nàng sao, làm sao lại có mẫu thân dạng này đối con của mình, cái này cũng chưa hết, nữ nhân kia làm như vậy về sau, bỗng nhiên lại lấy ra một cái ngôn linh ngọc mảnh vỡ, cùng nhau dùng máu của mình hòa tan, sau đó lại lặp lại trước đó động tác, đem huyết dịch lại một lần đút cho đứa bé kia ăn, làm xong những cái này, nữ nhân dường như đã là sức cùng lực kiệt, một đầu tóc xanh thế mà chậm rãi biến thành tóc trắng. Con kia hình tượng bên trong ra mặt tay cũng chậm chậm sinh ra nếp nhăn. Giang thiên ngữ tâm tình có chút phức tạp, nàng nghĩ, có lẽ nàng sai, có lẽ, nữ nhân này là yêu con của nàng, chỉ là, là dùng một loại phương pháp đặc thù. Cuối cùng, nàng nhìn thấy nữ nhân kia miệng ngập ngừng, tựa như là nói cái gì, nàng nghe không thấy thanh âm, nhưng lại từ nữ nhân kia khẩu hình nhìn ra cái gì, nàng giống như đang nói, tiểu ảnh, chỉ có dạng này, mẫu phi khả năng hộ ngươi bình an, giang thiên ngữ tâm bỗng nhiên như bị sét đánh đồng dạng nữ nhân này thế mà là nam ảnh ca ca mẫu phi sao nếu như là dạng này kia nam ảnh ca ca trên thân chẳng phải là có ngôn linh ngọc mảnh vỡ chờ một chút kia trước đó hòa tan khối đá màu đen kia chẳng lẽ là chú ngôn thần thạch nam ảnh ca ca mẫu phi thế mà dùng loại này không thể tưởng tượng thủ đoạn giấu kín chú ngôn thần thạch thế nhưng là thế nhưng là những cái này ngôn linh ngọc mảnh vỡ không phải là ngôn thiên thánh sư làm phá sao khi còn có cuối cùng một khối ngôn linh ngọc mảnh vỡ lại ở đâu đang nghĩ ngợi trước mắt nàng hư không lại là nhoáng một cái, lại một cái hình tượng xuất hiện, lần này, nàng thế mà nhìn thấy khác một đứa bé Giáng sinh, kia là một cái sinh ra tới liền rất hư nhược bé gái, tại nàng ra đời một khắc này, trên trời hiện lên một đạo thông thiên bạch quang, Giang thiên ngữ rõ ràng trông thấy, có một khối ngôn linh ngọc mảnh vỡ thông qua bạch quang xuất hiện, vần quanh tại bé gái đỉnh đầu, có lẽ là cảm thấy bé gái quá mức suy yếu, không có cách nào gánh chịu lực lượng của nó cho nên nó vẫn tại trên đỉnh đầu nàng xoay quanh. Thẳng đến một đứa bé trai chạy vào trong phòng, đi xem muội muội mình. Ngôn Linh Ngọc Mảnh Vỡ lúc này mới đình chỉ xoay tròn, sau đó rơi vào cậu bé đỉnh đầu, cuối cùng hóa thành một sợi bạch quang biến mất. Khi cậu bé Giang Thiên ngữ một chút liền nhận ra là ca ca của mình Giang Thiên Ngôn. Nguyên lai Ngôn Linh Ngọc Mảnh Vỡ thế mà lấy phương thức như vậy xuất hiện tại bên cạnh mình. Nàng đột nhiên giác ngộ nháy mắt, trước mắt hình tượng cấm chỉ, một trận bạch quang về sau. Giang Thi Ngữ phát hiện nàng đang đứng tại cửu thần tinh biển chủ viện trong đại sảnh, đại sảnh bố trí rất đơn giản, vài cái ghế dựa, một tấm bàn trà, đại sảnh ngay phía trước treo một bộ sương mù phiêu miễu địa đồ. Lúc này, Trăm Gia Gia cùng mình sư phụ chính ngồi đối diện nhau, không biết đang nhìn cái gì, biểu lộ tự hồ là đứng im. Nàng nhìn thoáng qua kia xem không hiểu địa đồ, sau đó hít sâu một hơi, tại bên bàn trà ngồi xuống, nhẹ nhàng kêu một tiếng, sư phụ, Trăm Gia Gia các ngươi còn tốt chứ, một tiếng này khẽ gọi, rất mau đem lâm vào đứng im bên trong hai người tỉnh lại, huyền phong trưởng lão nhìn thoáng qua mình đồ nhi, đột nhiên lệ rơi đầy mặt, mà bắt cảnh thánh tôn thì là một mặt đau thương cúi đầu, giang thiên ngữ nhìn xem nét mặt của bọn hắn, trong lúc nhất thời cũng hoảng, các ngươi đây là làm sao rồi, huyền phong trưởng lão đưa tay xoa xoa nước mắt mới nói, Nguyên lai đại sư huynh là vì thủ hộ ngôn linh ngọc mà bước vào thời không càng không cảnh bên trong thế giới, hắn vốn là thần hồn thủ hộ, nhưng về sau gió táp sư huynh lại là thừa lúc vắng mà vào, chiếm lấy đại sư huynh thân thể, ngăn cản thần hồn của hắn trở về. Ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, hắn thế mà là vị kia có được hoặc thần lực lượng người, càng không biết, bên người nhiều người như vậy đều bị hắn ảnh hưởng. Nếu là ta sớm một chút biết, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận đại sư huynh. Giang thiên ngữ còn muốn nói điều gì thời điểm, huyền phong trưởng lão lại là toàn bộ nói ra, ta sẽ nghe đại sư huynh, chiếu cố thật tốt ngươi ngôn linh ngọc mảnh vỡ ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm trở về ta sẽ không để cho người kia được như ý giang thiên ngữ hít sâu một hơi ta cũng sẽ mau chóng tìm về ngôn linh ngọc mảnh vỡ bách cảnh thánh tôn xem bọn hắn khẽ thở dài một hơi ta từ cái này lục giới dấu thiên đồ nhìn thấy cùng các ngươi không giống giang thiên ngữ nghe được cái này ánh mắt lập tức hướng trăm gia gia nhìn lại ngài là nói cái này treo bộ này địa đồ gọi lục giới dấu thiên đồ Bách cảnh thánh tôn gật gật đầu, đây là lục giới làm giàu lục giới giấu thiên đồ, ta lúc còn rất nhỏ liền nghe sư phụ của ta nói qua, chỉ có điều một mực không có duyên gặp một lần, lại là không nghĩ tới, sinh thời, ta lại là dưới tình huống như vậy nhìn thấy, lục giới giấu thiên đồ nội ẩn giấu lục giới tất cả bí mật, mỗi người nhìn thấy đều là không giống. Nha đầu, ngươi thấy, có lẽ cùng ngôn linh ngọc có quan hệ đi, giang thiên ngữ sửng sốt một chút, nhẹ nhàng gật đầu, đúng, ta nhìn thấy ngôn linh ngọc mảnh vỡ ngôn thiên thánh sư đưa nó chia chín khối bách cảnh thánh tôn có chút thiểm thần tâm tình có chút trầm trọng nói ta từ lục giới dấu thiên đồ bên trên nhìn thấy lại là cảnh cáo nó nói cho ta có được hoặc thần lực lượng người là sẽ không cách chú ngôn thần thạch quá xa nói cách khác người kia mặc dù chạy trốn nhưng là hắn y nguyên sẽ huyển hóa thành bất luận kẻ nào dáng vẻ bất kỳ cái gì hình thái ra bây giờ có được chú ngôn thần thạch bên người thân hiện tại chúng ta phải biết chính là ai có được chú ngôn thần thạch giang thiên ngữ nghe được cái này cả người đều cứng đờ ai có được chú ngôn thần thạch nàng biết nha là nam ảnh ca ca khó trách vừa mới nam ảnh ca ca tiến vào cái này cửu thần tinh uyển sẽ không thoải mái nàng nghĩ khả năng này cùng kia lục giới dấu thiên đồ cũng quan cũng cùng hắn trên người chú ngôn thần thạch có quan hệ huyền phong trưởng lão nghe được bách cảnh thánh tôn bỗng nhiên hướng bách cảnh thánh tôn nhìn lại thần sắc có chút phức tạp nói ta nghĩ Ta có lẽ biết. Chỉ sợ. Vật kia tại tiểu ảnh tiểu tử trên thân, Bách cảnh thánh tôn nhìn thoáng qua bên người tiểu nha đầu, nhẹ gật đầu, ta cũng là dạng này đoán, nói, hắn nhanh chân rời đi đại sảnh, đi ra ngoài, Giang Thi ngữ cũng đuổi đi theo sát. Chương 611, Song Long tranh đấu, mặc dù nàng đã biết nam cung Túc ảnh trên thân có chú ngôn thần thạch, cũng có một khối ngôn linh ngọc mảnh vỡ, nhưng là nàng lúc này cũng không có ý kiến gì, vô luận hắn là ai. Vô luận trên người hắn có hay không thứ mà nàng cần, đối nàng mà nói, hắn chỉ là nàng nam ảnh ca ca. Đi đến ngoài viện, nàng lại không nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, trong lúc nhất thời, nàng cả người đều hoảng, làm sao lại không có ở đây? Nam ảnh ca ca rõ ràng liền ở chỗ này chờ lấy, không có nói qua với nàng, hắn làm sao lại rời đi? Nàng tranh thủ thời gian tại bốn phía tìm kiếm được lên, thế nhưng là, bốn phía chính gian viện lạc thế mà đều không thấy người. Nam ảnh ca ca nàng mở miệng hô, chỉ là, cũng không có người đáp lại nàng. Huyền phong trưởng lão lúc này cũng là một mặt nghi ngờ, ngưng tụ tinh khí thần cũng kêu một tiếng, tiểu tử, người ở nơi đó, thanh âm của hắn mang theo một cổ lực lượng cường đại xuyên phá cửu thần tinh viễn kết giới, truyền đến bốn phương, hắn nghĩ, chỉ cần hắn không có đi xa, liền nhất định sẽ nghe được, nghe được, liền nên trở về, nhưng là, chờ trong một giây lát, lại vẫn không có ai trở về, giang thiên ngữ lần này là thật gấp, lập tức vọt ra cửu thần tinh nguyễn. Bách cảnh thánh tôn cảm thấy sự tình khác thường, tranh thủ thời gian dùng thần thức lục soát lân cận, tại phát hiện lân cận căn bản không có người lúc, hắn lại mở rộng thần thức, chỉ là, hắn như thế hao tổn tâm thần tìm người, bốn phía vẫn không có tìm tới người, trong lúc nhất thời, hắn lo lắng nhìn về phía còn tại bôn tẩu khắp nơi tiểu nha đầu, nha đầu, ta nhìn hắn là rời đi. Lân cận không có bất kỳ cái gì hồn hơi thở chấn động, Giang Thiên Ngữ lại là lắc đầu, không, hắn nhất định là gặp chuyện gì. Hắn sẽ không không từ mà biệt, Nam Ảnh ca ca không phải người như vậy, trên đời này nàng ai cũng có thể không tin, nhưng nàng không tin Nam Ảnh ca ca sẽ mặc kệ hắn. Ngay tại nàng tâm tình phản phất chìm đến đáy cốc thời điểm, nàng lại nghe được thứ gì du động đồ vật, ngước mắt nhìn lại, nàng lại nhìn thấy đầu kia lớn lên giống cá tiên đoán thần long, lần này, nó không có cùng trước đó đồng dạng lắc một chút liền đi, mà là phun ra một cái màu trắng bong bóng sau đó lung lay cái đuôi, Giang Thiên ngữ hít sâu một hơi, đưa tay đem cái kia hướng mình bay tới màu trắng bong bóng tiếp được, làm tay nàng chỉ đụng chạm đến màu trắng bong bóng một nháy mắt, nàng nghe được nam ảnh ca ca thanh âm, "Ngươi không cần mê hoặc ta, ngươi nói, đều là ta không muốn." Lục Giới Chí Tôn, "Không, ngươi làm không được Lục Giới Chí Tôn, ta cũng không hiếm có làm cái gì Lục Giới Chí Tôn." Bất Tử Bất Diệt thần, nói đến ta thật muốn suy tính một chút thanh âm đến nơi đây dừng lại một chút giang thiên ngữ trong lòng trì trệ là người kia thoát đi thần hồn lại chạy trở về rồi sao hắn tại mê hoặc nam ảnh ca ca nàng nhìn xem tiên đoán thần long lo lắng hỏi nói cho ta hắn hướng phương hướng nào đi tiên đoán thần long cái đuôi chuyển một chút chỉ một cái phương hướng giang thiên ngữ lập tức đuổi tới sau phản ứng tới huyền phong trưởng lão cùng bách cảnh thánh tôn cũng tranh thủ thời gian đuổi tới giang thiên ngữ thuận tiên đoán thần long phương hướng phóng qua chính ngôi sao uyển vị trí chạy về phía xa xa tinh thần hải chỗ sâu, nàng rất nóng lòng, rất hoảng, rất loạn, tinh thần hải bốn phía sóng biển dường như cũng cảm ứng được nàng cảm xúc, bỗng nhiên rung chuyển lên, thỉnh thoảng hù dọa sóng lớn sóng biển, theo thật sát ở phía sau bách cảnh thánh tôn cùng huyền phong trưởng lão đến xem một chút, trong lòng đồng thời dân lên dự cảm không tốt, tinh thần hải loại ba động này là không bình thường, giống như là có người tại khoái động tinh thần hải, nói cách khác, tinh thần hải có người tại giao chiến bọn hắn hiện tại chỉ có thể là tại trong lòng suy nghĩ, nhưng tuyệt đối không được là tiểu ảnh tiểu tử. Giang thiên ngữ tốc độ rất nhanh, càng đến gần tinh thần hải chỗ sâu, nàng bất an trong lòng càng rõ ràng. Nàng đột nhiên liền nhớ lại nam ảnh ca ca trước đó tại cửu thần tinh biển lúc tình huống, khi đó, hắn cũng là không thoải mái, bởi vì nàng không thể xác định nam ảnh ca ca phương hướng, cho nên nàng là một đường đi theo tiên đoán thần long. Nhưng sau nửa canh giờ, tiên đoán thần long chợt ở giữa lần nữa phun ra một cái màu trắng bong bóng giang thiên ngữ cấp tốc đưa tay nhận lấy cùng trước đó đồng dạng bên tai của nàng lần nữa truyền đến nam ảnh ca ca thanh âm ngươi dám đã thương nàng cùng ta chính là tử địch không chết không thôi không ta và ngươi không giống ta không sợ chết ta chỉ là không nghĩ mất đi nàng nếu như nhất định phải làm một lựa chọn ta thà rằng trả giá hết thảy đổi nàng bình an thanh âm đến nơi đây biến mất Giang Thi Ngữ tâm lại càng phát đau, nàng từ nam ảnh ca ca trong giọng nói nghe được hắn quyết tuyệt cùng không bỏ, không, Giang thiên Ngữ như bị điên xông vào phía trước nước thiên tướng tiếp màn trời bên trong, nàng cảm thấy, nàng rốt cục cảm thấy, nam ảnh ca ca ngay tại phía trước, xuyên thấu một đạo lại một đạo màn nước, Giang thiên Ngữ ánh mắt chợt mơ hồ, trong thoáng chốc, nàng giống như nhìn thấy một đầu du động thần long, không ngừng, là hai đầu long ảnh tại công kích lẫn nhau, bọn chúng chợt bên trên chui lên thiên không bỗng nhiên chìm vào trong nước, khi thì phun lửa, mà lúc ngự nước, đánh cho mười phần kịch liệt, cứ việc thấy không rõ lắm, Giang Thiên Ngữ vẫn là nhận ra, đầu kia nhất là tuấn Mỹ tử sắc long ảnh nhưng thật ra là nam ảnh ca ca, mà đổi thành một đầu màu xám đen long ảnh trên thân che kính văn lộ kỳ quái, long thân bốn phía bốc lên hắc khí, vừa nhìn liền biết am hiểu sử dụng hắc ám hệ lực lượng, mặc dù nàng lúc này có thế trông thấy trận này rồng đấu, nhưng là Giang Thiên Ngữ biết, nàng cách bọn họ khoảng cách kỳ thật còn rất xa cho nên nàng lần nữa tới gần chen vào phía trước kia một đoàn giả thoáng vòng sáng bên trong ngay tại nàng cho là mình rất nhanh liền có thế thành công thời điểm bên tai của nàng truyền đến nam ảnh ca ca quát lớn âm thanh không được qua đây rời đi gian thi ngữ cắn răng nói ta tới giúp ngươi không cho phép tới ngươi qua đây giúp không được ta đi tìm đủ ngôn linh ngọc mảnh vỡ đi đừng để ta lo lắng Giang thiên ngữ hốc mắt bỗng dưng đỏ, khẽ trắng môi, nàng vẫn là nhanh chóng lách mình tiến vào mình linh y quán bên trong, nàng muốn trước tiên đi họa linh không gian cùng ca ca của mình trên người ngôn linh ngọc mảnh vỡ, triệu hồi ra họa linh không gian, nàng rất thuận lợi tiến vào song phong trấn, chỉ là, để nàng không nghĩ tới chính là, lúc này song phong trấn lại bao phủ tại một tầng trong xương trắng, căn bản thấy không rõ đường đi cùng phòng ốc, thật giống như, cái này một vùng không gian đã ở trong không gian chậm rãi biến mất vừa nghĩ tới đó, nàng nhanh chóng không trung đánh ra một chưởng, dùng tự nhiên chi lực vững chắc cái này một vùng không gian, cũng là tại lúc này, nàng nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, là ai? Là mùi mùi sao, Giang Thiên Ngữ nghe được ca ca của mình thanh âm, bận biểu lên tiếng, ca, là ta, nàng cấp tốc thuận thanh âm hướng ca ca của mình đi đến, chỉ thấy ca ca của mình chính chống đỡ một cái linh lực xen lẫn phòng hộ dù, khó khăn ngồi dưới đất, cố nén chính mình khó chịu, ca, Ngươi làm sao rồi? Giang Thiên ngữ ngồi xổm xuống, một cái tay đặt tại mạch đập của hắn bên trên, tại phát hiện hắn là trong cơ thể linh khí cùng sinh mệnh lực lượng tiêu hao quá lớn lúc, nàng kinh kêu to một tiếng, Song Phong trấn là chuyện gì xảy ra? Chương 612, tóc trắng cùng mảnh vỡ, Giang Thiên ngôn chịu đựng khó chịu, giải thích nói, không biết, chúng ta liền thấy trên bầu trời hiện lên một tia sáng trắng, giống như có đồ vật gì bay ra Song Phong trấn. Sau đó song phong trấn liền biến thành dạng này. Mọi người hiện tại cảm giác không khí càng ngày càng mỏng manh, muội muội, nơi này không thích hợp chúng ta sinh tồn, chúng ta là không phải là không thể lại để cho song phong trấn trở lại chúng ta nguyên lai sinh hoạt địa phương rồi." Giang Thi ngữ ngước mắt nhìn bốn phía, có đồ vật bay ra song phong trấn. Kia sẽ là gì chứ? Có điều, dưới mắt cái này trước mặt kệ, nàng đưa tay đem ca ca của mình kéo lên, tay thuận thế đặt ở mạch đập của hắn bên trên một lát sau, nàng có chút ngưng lông mày, nàng cũng không có tại ca ca trên thân cảm ứng được ngôn linh ngọc khí tức, mà lại, những năm gần đây, nàng cũng không có phát hiện ca ca của mình trên thân có chỗ kỳ quái gì, nghĩ đến cái này, nàng cấp tốc hỏi, ca, từ nhỏ đến lớn, ngươi có hay không cảm thấy mình trên thân nơi nào kỳ quái, hoặc là gặp được cái gì kỳ quái sự tình, kỳ quái sự tình. Giang Thiên Ngôn có chút không biết rõ, hắn lắc đầu, ta không có nơi nào kỳ quái a. À? Muội muội, ngươi bày ra trận pháp rất nhanh liền hộ không được Song Phong Trấn, chúng ta một mực chờ đợi các ngươi trở về." Giang Thiên ngữ không tiếp tục hỏi nhiều, phân phó nói, "Ngươi chờ một chút, ta trước đem các ngươi mang rời khỏi Song Phong Trấn." Nói, nàng nhanh chóng tránh cách Song Phong Trấn, lợi dụng trăm giới bậc thang, đem Họa Linh Không Gian mang đến Cửu Thần Tinh Uyển, sau đó lại đem Họa Linh Không Gian mở ra, dùng trận pháp lực lượng đem Song Phong Trấn từ bên trong rút ra. Tinh thần hải rất lớn, mặc dù nhiều một nhỏ phương không gian xuất hiện nhưng cũng không ảnh hưởng cái gì thậm chí mảnh không gian này tại tinh thần hải bên trên còn được đến rất lớn chèo chống mượn tinh thần hải lực lượng chưa vững chắc không gian rất nhanh liền ngưng kết sương trắng tán đi canh giữ ở lối ra nhập gian thiên ngôn cái thứ nhất nhìn đến khu này mỹ lệ tinh thần hải hắn hít sâu một hơi tò mò hỏi muội muội nơi này là địa phương nào nơi này là tinh thần hải ca ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu ta chỉ nói đơn giản một chút, ngươi khi còn bé hẳn là tiếp xúc qua ngôn linh ngọc mảnh vỡ, nhưng ta hiện tại ở trên thân thể ngươi tìm không thấy, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi khi còn bé có phải là gặp được cái gì đặc thù sự tình, mặt khác, ngươi đem cha mẹ bọn hắn kêu đi ra hỏi một chút, ta đi trước tìm một cái khác khối ngôn linh ngọc mảnh vỡ, nói, nàng cũng không đợi chính mình ca ca đáp lại, lập tức lách mình tiến vào họa linh không gian, theo nàng trước đó nhìn thấy hình tượng, Ngôn Linh Ngọc Mảnh Vỡ có một khối hẳn là dung nhập họa linh không gian, có lẽ lúc trước gió tác trưởng lão giúp nàng dung hợp song phong trấn lúc làm qua cái gì tay chân, có lẽ, hắn là phát hiện họa linh không gian bí mật, cũng nghĩ qua lặng yên không một tiếng động lấy đi Ngôn Linh Ngọc Mảnh Vỡ, nhưng là, tranh này linh không gian một mực bị nàng đặt ở mình linh y quán bên trong, như vậy, vật kia coi như tự hành từ họa linh không gian ra bên ngoài bay, hoặc là từ song phong trấn rời đi, cái kia cũng không có khả năng bay ra linh y quán nghĩ tới đây nàng làm chuyện thứ nhất chính là toàn bộ tinh thần biết thăm dò họa linh không gian mỗi một cái góc tại không có phát hiện dị thường về sau nàng trực tiếp đem ngôn linh ngọc ném vào họa linh không gian bên trong tiến hành cỡ lớn quy nguyên trận phát khi từng đạo linh quan hướng họa linh không gian khuếch tán ra lúc đến gian thiên ngữ rõ ràng cảm ứng được họa linh không gian xuất hiện một chút dị động chẳng qua một lát liền có một đạo cường đại nguồn sáng tự vẽ linh không gian lòng đất dâng lên hô một tiếng dị hưởng qua đi đạo ánh sáng này nguyên bỗng nhiên cùng ngôn linh ngọc dung hợp đến một chút, trong nháy mắt này, Giang Thiên Ngữ rõ ràng nhìn thấy ngôn linh ngọc phía trên màu đen nguyệt nha sung mãn một chút, không còn giống như công công nguyệt nha, nàng lập tức kịp phản ứng, có lẽ, ngôn linh ngọc mảnh vỡ tụ hợp hoàn chỉnh về sau, cái này ngôn linh ngọc bên trên nguyệt nha lại biến thành trăng tròn, như thế mới có thể viên mãn, mảnh vỡ dung hợp, Giang Thiên Ngữ nhanh chóng rời đi họa linh không gian. Nhưng cũng tại nàng rời đi trong chớp mắt này, kia thần bí họa linh không gian vậy mà ầm vang đổ sụt hủy diệt, hóa làm một đoàn bụi mù, sau đó tiêu tán tại cái này vô tận tinh thần hải bên trong, đợi nàng lại xuất hiện lúc, nàng nhìn thấy cha mẹ mình, gia gia nải nải, còn có một đoàn song phong trấn người, bọn hắn lúc này đều khiếp sợ đánh giá cái này phản phất lơ lửng giữa không trung mỹ lệ tinh hà, trong mắt mang theo chờ mong cùng mê mẩn, giang thiên ngữ tiếp cận, thậm chí nghe được có người đang cảm thán kia đại khái chính là thần tiên thế giới đi, thật muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Giang thiên ngữ than nhẹ một tiếng, một đám phàm nhân, không có tu vi, coi là thật có thế vĩnh viễn lưu tại nơi này sao? Mộng cái này cho nên đẹp, chính là bởi vì nó hư vô mờ ảo. Lúc này, Giang thiên ngôn lần nữa hướng muội muội mình chạy tới. Muội muội, ta vừa mới hỏi qua cha mẹ, nếu nói trên người ta có chỗ đặc biệt, đại khái chính là muội muội ra đời thời điểm, ta đột nhiên dài một nhỏ đâm tóc trắng, cắt lại dài, dài lại cắt về sau trong nhà đến một cái đại sư, thay ta trừ bỏ kia một nhỏ đâm tóc trắng. Giang Thiên Ngữ nghe xong, lập tức đi hướng cha mẹ mình. Phùng Thị lúc này người không quá dễ chịu, toàn thân không còn chút sức lực nào thật nhiều, cho nên lúc này chính tựa ở một khối sao trời thần bên trên nghỉ ngơi. Thấy nữ nhi từ một đạo ánh sáng nhu hòa bên trong hướng nàng đi tới, trên mặt nàng lập tức có nụ cười. Ngữ bảo, Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, rõ ràng không có rời đi bao lâu, nhưng nàng lại cảm thấy, nàng đã rất lâu không có nghe người hô qua nàng cái tên này, nương, nàng đi qua, nhẹ nhàng ôm hạ mình mẫu thân, đưa tay vì nàng đưa vào một chút linh khí, phùng thị sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nhìn xem nữ nhi của mình, nàng nhịn không được vuốt vuốt nàng có chút băng lãnh khuôn mặt nhỏ, ngữ bảo, bởi vì kia ngôn linh ngọc sự tình, ngươi thụ ủy khuất, mặc dù nàng rất nhiều chuyện đều không hiểu nhiều, nhưng lúc này nàng cũng là minh bạch, chính là bởi vì kia cái gọi là ngôn linh ngọc, nữ nhi của nàng gặp gỡ các loại không thể tưởng tượng sự tình, mà lại cho tới bây giờ phiền phức đều không có giải thích. Giang Bạch Thuật lúc này cũng là thở dài, bọn hắn chỉ là người bình thường, mặc dù rất muốn giúp nữ nhi, nhưng trên thực tế bọn hắn lại không cách nào vì hắn làm cái gì. Giang Thiên Ngữ mặc dù rất muốn bồi bồi người nhà, nhưng nàng cũng minh bạch, bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm, cho nên nàng lập tức hỏi, cha, mẹ, ca ca nói vị đại sư kia cùng kia đâm tóc trắng là chuyện gì xảy ra kia tóc trắng ở đâu, nàng trước đó đúng là nhìn thấy kia ngôn linh ngọc mảnh vỡ rơi vào ca ca trên đầu, Phùng Thị lúc này mới giải thích nói, năm đó ngươi ca trên đầu cũng không biết thế nào liền dài kia đâm tóc trắng, rất khó khăn nhìn, về sau còn là một vị gọi viên thiên đại sư giúp ngươi ca ca trừ bỏ cái này đâm tóc trắng, kia tóc trắng nha, về sau là bị ta lấp tại lão trạch tòa nhà dưới đấy, ngươi cái này không hỏi, nhiều năm như vậy đi qua, ta đã sớm quên. Giang Thiên Ngữ trong lòng kinh kêu to một tiếng, Thế mà là Viên Thiên đại sư, Viên Thiên đại sư nguyên lai trước kia chính là biết được Ngôn Linh Ngọc mảnh vỡ, nghĩ tới đây, nàng lập tức nhìn về phía sau lưng phù động song phong trấn, "Mẹ, ta đi một chút nhà cũ, các ngươi ở đây không được chạy loạn, chú ý an toàn." Cái này tinh thần hải bốn phía nhưng thật ra là có ma thú, nói xong, nàng lập tức chạy về phía nhà mình nhà cũ. Chương 613, hắn đang chậm rãi biến mất, nhà cũ vị trí nàng phi thường rõ ràng cho nên nàng rất nhanh liền đến. Lần này, nàng đầu tiên là tại bốn phía bày ra một cái phong ấn trận, lúc này mới lợi dụng ngôn linh ngọc mở ra mảnh vỡ quy nguyên. Sau một lát, nàng có chút thất vọng, nàng thế mà không có phát hiện tại nhà mình nhà cũ cảm ứng được ngôn linh ngọc mảnh vỡ chấn động vết tích, vì tiết kiệm thời gian. Nàng dứt khoát tự mình hủy nhà mình nhà cũ, lần này, nàng rốt cục tại phế tích bên trong phát hiện một cái màu ngọc bạch cái bình, trực giác của nàng nói cho nàng, trong cái chai này trang hẳn là ngôn linh ngọc mảnh vỡ nàng hít sâu một hơi đi qua nhặt lên trên mặt đất trơn bóng bình ngọc cảm ứng một chút phát hiện linh khí của mình thế mà không cách nào xuyên thấu trong tay bình ngọc lúc nàng trực tiếp đưa tay mở ra nó không như trong tưởng tượng hào quang vạn trượng cũng không như trong tưởng tượng dị quan thoáng hiện nàng nhìn thấy vẻn vẹn hai khối mảnh vỡ bọn chúng lớn nhỏ không đều dạng một đen một trắng tất cả vỡ vụn mặt thế mà là ăn khớp nàng lấy ra ngôn linh ngọc đem mảnh vỡ đổ ra, không đợi nàng có bất kỳ động tác, kia hai khối mảnh vỡ đã hoàn mỹ dung hợp tiếng Ngôn Linh Ngọc bên trong, sau một khắc, Giang Thiên Ngữ phát hiện Ngôn Linh Ngọc bên trên Hắc Nguyệt lại so với mượt mà một chút, bây giờ thiếu thốn, chỉ có một nhỏ cái lỗ hổng, nàng nghĩ, cái này hai khối Ngôn Linh Ngọc mảnh vỡ, một khối hẳn là ca ca của mình trên người, cái này còn có một khối đâu, là nơi nào đến, Tiên Thiên đại sư hắn cũng không có lưu hạ tin tức gì sao? nàng nhìn chầm chầm cái này liền thần trí của nàng lục soát đều có thể che đậy bình ngọc, cẩn thận xem đi xem lại. Thế nhưng là, viên thiên đại sư nhưng không có cho nàng lưu lại đôi câu vài lời, nàng có chút nhắm lại hai mắt, ngưng thần suy tư một chút, nàng cảm thấy, cái này một cái khác mảnh vụn, có thể là lúc trước hộ gia gia tiến về dị thế khối kia ngôn linh ngọc mảnh vỡ, có lẽ, nàng xuyên qua đến Nam Linh Quốc lúc, mảnh vỡ kia đi theo nàng cùng một chỗ đến đi, thế nhưng không đúng rồi, nếu như khi đó ngôn linh ngọc mảnh vỡ liền xuất hiện, như vậy, trên tay nàng vốn là có ngôn linh ngọc, vì sao bọn chúng không có chủ động dung hợp đâu, hơn nữa còn là bị viên thiên đại sư thu tập được, chờ một chút, trước đó nàng tại cửu thần tinh viễn giống như cũng cảm ứng được ngôn linh ngọc mảnh vỡ khí tức, nghĩ tới đây, nàng lập tức trở về cửu thần tinh viễn, quy nguyên trận pháp nhất thiết, ngôn linh ngọc lấy ra về sau, nàng cảm ứng được cửu thần tinh viễn lòng đất truyền đến rung động cảm giác, con mắt của nàng nháy mắt sáng, phía dưới này thật sự có ngôn linh ngọc mảnh vỡ. Nói như vậy, viên thiên đại sư lưu lại một cái khắc khối, vô cùng có khả năng chính là lúc trước dùng để đền bù lục giới kết giới quá không có khối kia ngôn linh ngọc. Đúng, chính là như vậy, dạng này liền có thể giải thích, vì sao bây giờ ma giới che đậy vỡ vụn, lục giới tràn ngập ma khí nguyên nhân. Nguyên lai, khối kia ngôn linh ngọc mảnh vỡ đã không tái phát vung tác dụng, hiện tại, ngôn linh ngọc mảnh vỡ, cũng chỉ thiếu nam ảnh ca ca trên người kia một khối chỉ là nam ảnh ca ca trên thân kia một khối muốn như thế nào mới có thể lấy ra mang theo thật sâu lo lắng nàng lần nữa lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tinh thần hải chỗ sâu nàng coi là tốc độ của mình đã rất nhanh nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới đợi nàng lúc chạy đến lại vừa hay nhìn thấy nam ảnh ca ca bị một đạo tử ánh sáng màu đỏ đánh trúng từ trên bầu trời rơi xuống nàng cả người đều hoảng giống như điên hướng nam ảnh ca ca rơi xuống phương hướng phóng đi nam ảnh ca ca rõ ràng nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất, thế nhưng là nàng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn nam ảnh ca ca thân thể nhập vào tinh thần hải, chìm vào đáy nước. Ngay tại nàng không tiếc hết thảy xông vào tinh thần hải đáy lúc, một đầu hắc long từ lăn lộn tinh thần hải xuất hiện, xấu xí vẫy rồng lắc lắc, ngăn trở gian thiên ngữ đường đi, không hổ là ngôn linh chi tâm chọn trúng người. Tiểu nha đầu, ta phải cảm ơn ngươi thay ta tề tự nhiều như vậy ngôn linh ngọc mảnh vỡ. Ha ha, nói, hắc long con mắt bỗng nhiên phóng đại gấp mấy trăm lần, như một cái đen nhánh động, đem Giang Thiên Ngữ hút vào. Giang Thiên Ngữ chỉ cảm thấy thế giới của mình giống như bỗng nhiên mất nhan sắc, bên tai của nàng chỉ có hô hô phong thanh, cùng vô tận màu đen. Ngôn Linh Ngọc a à, Ngôn Linh Ngọc, rốt cục bị ta chiếm được. Hắc Long bỗng nhiên bạo hống một tiếng, hóa làm một đạo hắc ảnh, cuốn đi Giang Thiên Ngữ nắm trong tay Ngôn Linh Ngọc, mà Giang Thiên Ngữ lúc này là không có phản ứng, thật giống như cả người lâm vào ma chướng bên trong từ nay về sau, chư thiên vạn tộc, chính là nô bộc của ta. Ha 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 ha, từ nay về sau, ai dám không nghe ta lệnh, từ nay về sau, lục giới đem duy ngã độc tôn, bóng đen cười to sau một lúc, bỗng nhiên lòng bàn tay xương đen cưỡng chế hướng tinh thần hải đáy, cầm ra một sợi thần hồn, lại cầm ra một cổ máu đỏ tươi, ngôn linh ngọc ta muốn, chú ngôn thần thạch, ta cũng phải, ngay tại Hắc Long cho là mình đạt được toàn thế giới thời điểm, huyền phong trưởng lão huyền phong kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, hô, phi nhanh huyền phong kiếm bởi vì tốc độ quá nhanh hù dọa một tia phong thanh, hắc long bỗng nhiên trở lại, một trưởng vỗ hướng sau lưng trường kiếm, huyền phong sư đệ, ngươi cho rằng ngươi cái này huyền phong kiếm có thế giết được ta sao, mặc kệ giết hay không được, luôn luôn muốn thử một chút, huyền phong trưởng lão phát hiện ngôn linh ngọc bị áp hậu, mình đồ nhi lâm vào ma chướng bên trong không cách nào động đậy, hắn đành phải lấy mạng ra chiêu. Ngôn Linh Ngọc cùng chú Ngôn Thần Thạch tuyệt đối không thể bị một cái dụng ý khó dò người cầm tới, nếu không, vậy sẽ là lục giới tai nạn. Huyền phong trưởng lão lần nữa thẳng hướng chỉ có thể thần hồn tụ ảnh hắc long lúc, bách cảnh thánh tôn cũng dẫn theo một cây trường thương từ khác một bên tập sát mà tới, rất nhanh, hai đạo hư ảnh liền chiến thành một đoàn, mà lúc này, trước đó còn tại ma chướng bên trong không cách nào động đậy gian thiên ngữ lại là bỗng nhiên đâm vào tinh thần hải đáy, nàng dưới đáy lòng mặt niệm, nam ảnh ca ca, ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu nhất định không nên gặp chuyện xấu dựa vào nam ảnh ca ca ở trên người nàng lưu lại một sợi hồn hơi thở làm chỉ dẫn nàng hướng tinh thần hải cuối chỗ sâu nhất bơi đi trong óc của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu tìm tới nam ảnh ca ca nam ảnh ca ca không thể chết còn tại chiến đấu sư phụ cùng trăm gia gia cũng không thể chết ngay tại nàng tại đáy biển đau khổ tìm kiếm đau khổ dãy dụa thời điểm bên tai của nàng bỗng nhiên truyền đến một chút động tĩnh rất nhanh Nàng nhìn thấy kia giống cá tiên đoán thần long lại xuất hiện tại trước mặt của nàng, lần này, không cần nàng nói chuyện, tiên đoán thần long ngay tại phía trước dẫn đường, xuyên qua tinh thần hải đáy chỗ sâu sắc bén nhất đá ngầm, tránh thoát đáy biển diệt hồn cá, tại tiên đoán thần long dẫn đầu dưới, Giang Thiên ngữ rốt cục nhìn thấy chìm vào đáy nước, bị một sợi màu tím nhạt vòng sáng bao phủ lại nam ảnh ca ca, hắn ngửa mặt chìm tại đáy nước, nhắm chặt hai mắt, cả người phản phất đã không có sinh mệnh khí tức, thấy cảnh này Giang Thiên Ngữ nước mắt như hồ thủy điện xả lũ, làm sao cũng khống chế không nổi, nàng không biết là, nước mắt của nàng lại gây nên toàn cái tinh thần hải cuối sao động, giống như toàn bộ tĩnh mịch tinh thần hải đột nhiên bị cái gì lực lượng cho kích hoạt, đáy biển thực vật bắt đầu sinh trưởng tốt, mà kia vòng sáng bên trong nam cung túc ảnh lại tại chậm rãi biến mất. Chương 614, Ngươi bỏ được sao? Một màn này Giang Thiên Ngữ không dám nhìn, nàng đã nghe được mình tan nát cõi lòng thanh âm nàng lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới, ngay tại nàng muốn chạm đến nam ảnh ca ca trong nháy mắt đó, một cổ dòng nước lại là ngăn cách nàng, không. Nam ảnh ca ca, ngay tại nàng xông phá dòng nước lần nữa đến gần thời điểm, nàng phát hiện nam ảnh ca ca thân ảnh đã biến mất, nàng cả người vô lực chìm vào đáy biển, tại sao sẽ như vậy chứ, làm sao sự tình đột nhiên liền biến thành dạng này nữa nha. Ngay tại nàng cảm thấy thế giới này vô cùng khiến người lúc tuyệt vọng, tiên đoán thần long lại là lần nữa cho nàng đưa tới một cái màu trắng bong bóng cùng trước đó đồng dạng tiếp xúc đến màu trắng bong bóng nàng lần nữa nghe được nam ảnh ca ca thanh âm thiên tiểu ngữ không muốn khổ sở ta đã biết mình trong cơ thể có chú ngôn thần thạch cùng ngôn linh ngọc mảnh vỡ sự tình chỉ có tử vong một lần ta khả năng thoát khỏi bọn chúng một lần nữa làm chính mình ta có long thần lực lượng hộ thể không có việc gì chờ ta trở lại màu trắng bong bóng biến mất Giang thiên ngữ phản phất nhìn thấy có một sợi long ảnh từ tinh thần hải đáy nhoáng một cái mà qua, cuối cùng hóa thành quan ảnh bọt biển, theo tinh thần hải biển đổ nước chảy chấn động mà biến mất. Giang thiên ngữ khó chịu án lấy mình ngột ngạt lại đau đớn nơi ngực, lần nữa rời rạc tinh thần hải đáy, tử vong một lần, nào có dễ dàng như vậy, cho dù có long thần lực lượng hộ thể, lại làm sao có thể không bị thương, nếu là long thần lực lượng hộ không được hắn lại nên làm cái gì, tại nàng trồi lên tinh thần hải một nháy mắt. Ngôn Linh Ngọc cuối cùng một mảnh vụn từ tinh thần hải đáy thoát ra, cũng lấy đạo quan tốc độ cùng Hắc Long nắm giữ Ngôn Linh Ngọc dung hợp. Hắc Long ngạc nhiên cười ha ha, Thượng Thiên thật là đối ta quá tốt, quả nhiên ta mới là Thượng Thiên chọn định người. Vừa dứt lời, Ngôn Linh Ngọc dung hợp lực lượng khổng lồ bỗng nhiên đem Hắc Long nổ tung, toàn bộ tinh thần hải mặt biển lập tức bị từng đạo thánh quan bao phủ. Bất thình lình một màn không chỉ để Hắc Long ngây người, cũng làm cho Huyền Phong trưởng lão cùng Bách Cảnh Thánh Tôn dừng bước, tạm dừng công kích, mà Hắc Long mắt thấy tụ hợp ngôn linh ngọc tại bài xích mình, còn bắt đầu bay về phía nơi khác, hắn không nói lời gì, lập tức đuổi theo, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hắn đuổi theo một nháy mắt, tinh thần hải đáy đột nhiên xuất hiện một khối đen nhánh thần thạch, tốc độ của nó rất nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người không có thấy rõ, nó liền cùng vừa mới dung hợp tốt ngôn linh ngọc đánh vào nhau, quanh. Kịch liệt tiến đổ làm cho cả tinh thần hải đều lật dâng lên, nước biển bắt đầu ngược dòng, cách gần đây hắc long cứ như vậy bị nổ thành vô số khối mảnh vỡ không đây không có khả năng một tiếng tiếng kêu thảm thiết về sau toàn bộ tinh thần hải phía trên đều truyền đến một đạo tuyệt vọng mà không cam lòng thanh âm ta không thể chết ta không thể chết ta sẽ không chết ta mới là thiên tuyển người ta mới là tiểu tử thúi ngươi dùng chân long máu rửa ta ta cũng chú ngươi long hồn tẩn tán không được quanh lại một đường tiến phá hủy trực tiếp gián đoạn hắc long nguyền rủa nhưng cũng làm cho cả tinh thần hải lần nữa lật vọt lên trào lên tinh thần hải nước bắt đầu phóng tới hư không xuyên qua từng cái không gian kết giới trong lúc nhất thời toàn bộ lục giới lại rung chuyển lên mà đắm chìm trong đau xót bên trong gian thiên ngữ lại phát hiện tinh thần hải trong có một cổ siêu cấp lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể của nàng nàng hoàn toàn không cách nào cự tuyệt cũng không có cách nào bây giờ rời đi gian thiên ngữ rất nóng vội cùng đạt được lực lượng cường đại so sánh, nàng càng hy vọng tìm tới nam ảnh ca ca, nàng sợ hắc long nguyền rũ sẽ thương tổn đến nam ảnh ca ca thần hồn, nàng sợ, nàng thật nhiều sợ hãi, tại thử qua mấy lần, phát hiện thật không có cách nào gián đoạn của lực lượng này về sau, nàng dứt khoát bắt đầu dùng hết toàn lực hấp thu nó, luyện hóa nó, khả năng cũng là thật nóng lòng, nàng vận dụng khó khăn nhất nắm giữ tự nhiên chi lực, toàn lực hiệp trợ mình hấp thu của lực lượng này ngay từ đầu nàng vẫn không cảm giác được phải cổ lực lượng này có cái gì, nhưng theo lực lượng tụ tập đến đan điền, cảm nhận được cổ khí tức quen thuộc kia lúc, nàng rất nhanh ý thức được cái gì, cổ lực lượng này kỳ thật đến từ ngôn linh ngọc cùng chú ngôn thần thạch, bởi vì nam ảnh ca ca vận dụng chân long huyết chú nguyên nhân, cổ lực lượng này còn xen lẫn một cổ tinh khiết long hồn lực lượng, cũng là tại lúc này, nàng nghe được mình sư phụ tiếng hô hoáng, đồ nhi, cái này tinh thần hải đáy sẽ có một chút linh tinh, thừa dịp ngươi hấp thu ngôn linh ngọc lực lượng thời điểm, đem tất cả kết tinh thu thập lại, dùng để đền bù lục giới tàn tạ kết giới, khu trừ ma khí, Giang Thiên Ngữ muốn ứng thanh, thế nhưng là nàng lại phát hiện tiên đoán thần long bỗng nhiên lại xuất hiện tại bên cạnh mình, nàng coi là nó lại sẽ cho nàng màu trắng bong bóng, mang đến nam ảnh ca ca thanh âm lưu âm thanh, tiên đoán thần long lại là bỗng nhiên há to mồm, đem một đống lớn tinh thần hải linh tinh nhã hướng nàng. Giang thiên ngữ tâm thần khẽ động, nhanh lên đem tất cả linh tinh thu nhập linh y không gian về sau tiên đoán thần long lần nữa bơi về phía nàng rất là thân mật hầu ở bên người nàng giang thiên ngữ cảm thấy có chút kỳ quái trước đó tiên đoán thần long nhưng không phải như vậy mặc dù nó cũng giúp mình nhưng sẽ không như thế thân mật nói với mình đang lúc nàng muốn hỏi một chút nó phải chăng còn có nam ảnh ca ca tin tức lúc tiên đoán thần long lại là bỗng nhiên phun ra một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu cho nàng Giang Thiên Ngữ đưa tay tiếp nhận cái khỏa hạt châu này, ý thức chợt trở nên mơ hồ, nàng tranh thủ thời gian ổn định tâm thần, buông lỏng tay ra bên trong hạt châu, đợi đến nàng lại nhìn về phía tiên đoán thần long thời điểm, nàng phát hiện thân thể của nó thế mà từ màu trắng biến thành màu đen, không đợi nàng tra hỏi, tiên đoán thần thạch thân thể thế mà hóa làm một sợi hắc khí tiêu tán, cùng lúc đó, nàng phát hiện trong ốc của mình thêm ra một vòng tin tức, hoặc ngôn thần châu. Tiên đoán thần long cho nàng cái khỏa hạt châu này là hoặc ngôn thần châu, cũng chính là hắc long vật lưu lại. Hắc long là bị nổ nát, nhưng cái này nguy hiểm đồ vật lại là lưu lại. Giang thiên ngữ hít sâu một hơi, hủy đi, hủy thứ này, hết thảy liền kết thúc. Nhưng ngay tại nàng tụ tập lực lượng toàn thân hướng viên này hoặc ngôn thần châu trấn áp tới thời điểm, một đạo âm trầm tiếng cười từ trong hạt châu truyền ra. Hủy ta, ngươi nam ảnh ca ca liền hoàn toàn biến mất, ngươi bỏ được sao? Giang thiên ngữ động tác lập tức cứng đờ nàng, do dự, lưu lại đi, ngươi còn có ngôn linh ngọc lực lượng mang theo, mượn cái này hoặc ngôn thần châu lực lượng, ngươi có thể một lần nữa tạo nên mới ngôn linh ngọc, có mới ngôn linh ngọc làm vật trung gian, ngươi liền có thể mượn ngôn linh ngọc lực lượng, để ngươi nam ảnh ca ca khởi tử hoàng sinh. Giang thiên ngữ nhìn chầm chầm trong tay hoặc ngôn thần châu xem đi xem lại, bỗng nhiên nói ra, ngươi là hắc long lưu lại thần thức, hoặc ngôn thần châu bên trên bỗng nhiên xuất hiện một tia bóng đen, ha ha, ta làm sao có thể là kia ngu ngốc thần thức lưu lại, hắn muốn làm lục giới chí tôn, vì thế kế hoạch mấy chục vạn năm, đáng tiếc vẫn là công thua thiệt một bại. Ta chỉ là hoặc ngôn thần châu bên trong hoặc linh, chủ nhân của ta xấu, ta liền theo xấu, như chủ nhân của ta tâm tư thuần lương, ta tự nhiên cũng là lương thiện, chương 615, đại kết cục, thường, thật sao? Giang thiên ngữ ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ, hoạt linh lại là rất kích động nói, đương nhiên là thật. Ngươi chỉ cần phóng thích thần hồn của ngươi tới gần ta, cùng ta ký kết hồn khế, ngươi liền có thể trở thành ta tân chủ nhân. A, à, hóa ra là dạng này. Giang thiên ngữ thì thào lên tiếng. Vương tay khẽ vuốt một chút trên tay hoặc ngôn thần châu, hoặc linh sợ nàng không tin, tiếp tục nói, phải nhanh một điểm, nếu không ngươi nam ảnh ca ca cuối cùng một sợi thần hồn từ lục giới tiêu tán, liền không cứu về được. Giang thiên ngữ có chút nhắm lại hai mắt, giống như có chút thất thần, thẳng đến hoặc linh chủ động phát ra ký kết khế ước hồn trận nàng cái này mới hồi phục tinh thần lại nàng nhẹ nhàng gõ xuống trên tay hoặc ngôn thần châu hắc long đều biến mất ngươi làm sao liền hoàn hảo không chút tổn hại đâu hoặc linh giật mình vội nói ta là thiên địa linh vật thiên địa chi lực tự nhiên sinh ra tự nhiên bất hủy bất diệt thật sao coi là thật bất hủy bất diệt vậy ngươi cùng ta ký kết khế ước vậy ai là chủ nhân đương nhiên là ngươi nha chủ nhân, ngài không muốn lại do dự. Hoặc Linh thanh âm khẽ rung, nhưng vẫn là cố gắng thuyết phục. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu. Tốt a, à, ta tin tưởng ngươi. Hoặc Linh thở dài một hơi. Còn tốt, còn tốt. Nó lập tức sẽ có tân chủ nhân, có tân chủ nhân, nó lập tức liền sẽ có thân thể mới. Đang lúc nó vì mình tân sinh mà kích động thời điểm, Giang Thiên Ngữ lại là lấy ra nàng trước đó cho tới bây giờ cũng không hề dùng qua chính mạch hiển thần lá nàng trước đó vẫn cho là ngôn linh ngọc cùng chú ngôn thần thạch hủy, hắc long chết rồi, hết thảy liền biến mất, nhưng nàng không nghĩ tới, lại xuất hiện một viên hoặc ngôn thần châu, một cái có hoặc linh sống nhờ hoặc ngôn thần châu, cũng là lúc này nàng đột nhiên ý vị đến, nàng có một vật vẫn không có sử dụng, chính mạch hiển thần lá xẹt qua tầm mắt thời điểm, giang thiên ngữ rõ ràng nhìn thấy cái này hoặc ngôn thần châu phản chiếu ra một tay nắm. Mà trên cái bàn tay này thế mà xuất hiện cửu sắc màu văn, Giang Thiên Ngữ hít vào một hơi, nàng vẫn cho là cái này hung thủ thật sự sẽ là một người, không nghĩ tới thế mà là Hoặc Linh. Trong lúc đang suy tư, kia Hoặc Linh lại là đột nhiên hóa thành một bóng người màu đen. A, à, thế mà bị ngươi phát hiện, Ngôn Linh Ngọc chủ nhân quả nhiên là không đơn giản. Nhưng là, cái này thì có ích lợi gì đâu? Ngay tại lúc này, ngươi tốt nhất là cùng ta ký kết khế ước, nếu không, ngươi kia nam ảnh ca ca là không cách nào phục sinh. Giang Thiên ngữ nghe được đây cũng là cười không cách nào cùng hắn gần nhau, vậy liền cùng hắn cùng xuống suối vàng tốt. Nói xong, nàng trực tiếp dùng phục ấn trấn áp hoặc ngôn thần châu, hoặc linh lại là cười, ngươi là giết không được ta. Giữa thiên địa thiện ác bản đều là tồn tại, nếu nói ngôn linh ngọc là thiện đại biểu, vậy ta chính là ác thể rắn, chỉ cần lục giới chúng sinh tồn tại, ta liền bất tử bất diệt. Trừ phi, ngươi có thể hủy diệt ta chỗ thế giới tất cả thiện ác chấp niệm, nhưng cái này là không thể nào. Giang Thiên Ngữ hơi hít mắt lại, nàng cũng phát hiện, hoặc ngôn thần châu thật không có thụ phục ấn ảnh hưởng, chỉ là run rẩy, không quá có thể nhúc nhích, nhưng thật không bị thương nàng chút nào. Nhìn thấy cái này, nàng bỗng nhiên cười, thôi được, bất tử bất diệt cũng rất tốt, cũng không phải, cùng ta ký kết khế ước về sau, ngươi cũng có thế bất tử bất diệt, cái này tốt bao nhiêu. Giang Thiên Ngữ lần nữa tán thành nó, đúng, là rất tốt. Ta liền giữ lại ngươi đi, nói, nàng trực tiếp đem hoặc ngôn thần châu ném vào linh y quán bên trong. Ngay tại hoặc linh cho là mình rốt cục muốn đại công cáo thành thời điểm, Giang Thiên Ngữ lại là đột nhiên linh y quán bên trong vô số trân bảo cùng linh vật kết thành vạn tiên hủy diệt trận. Cái gì bất tử bất diệt, không có nam ảnh ca ca tại, nàng đều không cần. Ông vào thiên hạ linh bảo lại như thế nào, không có người cùng nàng chia sẻ, nàng cũng không cần. Ngôn linh ngọc lại như thế nào, chú ngôn thần thạch lại như thế nào, nàng không muốn trở thành trí tôn, nàng cũng chỉ muốn một phương bình an, một phần cuộc sống bình thường thôi. Nghĩ tới quá khứ đủ loại, nàng tiêu hao tất cả lực lượng, nhóm lửa toàn cái linh y quán, chẳng phải một phương thế giới sao, nàng cho nó một phương thế giới, quanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, hết thảy yên tĩnh trở lại, tinh thần hải lăng lộn nước biển lắng lại, hừng đông, mây mù tản ra, mà giang thiên ngữ cũng chậm rãi nhắm mắt lại, từ không trung rơi xuống, hết thảy, nên lắng lại, nam ảnh ca ca ta khả năng tìm không thấy ngươi. Ba năm sau, ngày xưa tinh thần hải đã hóa thành lục địa, chỉ còn một tòa tinh thần đảo, tòa lạc ở chỗ này cửu thần tinh viễn đã trở thành lục giới cấm địa, nhưng nó đồng thời cũng là lục giới thánh địa, gần như mỗi ngày đều có mang mang đại công đức người tới đây, chỉ để lại lẳng lặng nằm tại sao trời cung thiên ngữ đại nhân điển đèn trong, dẫn hồn đèn, mà tại sao trời cung bên cạnh, một mực có một cái thân mặc áo tím, dung nhan tuyệt thế nam tử đang yên lặng thủ hộ lấy những cái kia đèn trong cùng dẫn hồn thiên đăng, không ngủ không nghỉ, ba năm, hắn trở về, nhưng hắn tiểu nha đầu lại vẫn đang ngủ say, tiểu ảnh, chúng ta tìm tới phương pháp tỉnh lại tiểu ngữ nha đầu. Bách cảnh thánh tôn bỗng nhiên từ bên ngoài bay nhào tiến đến, một mặt kích động nói, nam cung túc ảnh động tác trên tay hơi ngừng lại, thanh âm rung nhẹ lên, ta muốn làm thế nào? huyền phong trưởng lão đem tiểu ngữ nha đầu của tiên linh hệ thống cùng vạn tiên liên động bài vị khí bên trên tất cả điểm tích lũy cùng liên động điểm đều chuyển đổi thành điểm công đức mượn thiên đạo lục soát khí cùng càng không mắc lực lượng đem tiểu ngữ thần hồn cưỡng chế tính từ hỗn loạn thời không bên trong tụ hợp mà ra tạm thời dẫn dắt đến thần đạo các thiên kính bên trong ngươi có một nén hương thời gian đem nàng mang ra nhưng ta phải nhắc nhở ngươi là tiến vào trời nàng trong kính chỉ là đặc thù thần hồn thể nàng không nhớ rõ chuyện cũ trước kia là không biết ngươi ngươi phải nghĩ biện pháp để nàng cam tâm tình nguyện cùng ngươi ra tới mà lại ngươi lúc đi ra mặc kệ phát sinh cái gì cũng không thể buông ra nàng tay ngươi có thể làm được sao nam cung túc ảnh cơ hồ là không chút nghĩ ngợi gật đầu ta có thể ta nhất định có thể đem nàng mang về lần này cho dù chết hắn cũng sẽ không lại buông ra nàng tay bách cảnh thánh tôn nhìn hắn một cái nhẹ gật đầu ngươi đi theo ta rất nhanh hai người lấy tốc độ nhanh nhất rời đi cửu thần tinh uyển chạy tới thần đạo các lúc này thần đạo cát đã sớm cùng dĩ vãng không giống nhau lắm nếu nói dĩ vãng thần đạo cát là lục giới cao cao tại thượng thần thánh chi địa nhưng bây giờ lại rách rách rưới rưới bởi vì chỉ là bởi vì huyền phong trưởng lão cùng thất trưởng lão bọn người hao phí quá nhiều thần vận đi lục soát tiểu ngữ nha đầu thần hồn vị trí muốn tỉnh lại nàng nhưng liền xem như dạng này thần đạo các chủ lầu các vẫn là bảo tồn tương đối tốt bên trong thiên kính cũng cực kỳ hoàn mỹ. Nam Cung Túc ảnh lúc chạy đến, không hề nói gì, cái gì cũng không có hỏi, trực tiếp đi hướng huyền phong trưởng lão. Huyền phong trưởng lão hít sâu một hơi, vuốt vuốt đen nhánh con mắt, chỉ vào treo ở các đỉnh thiên kính nói, ngươi chỉ có một nén hương thời gian, nàng tại hủy diệt hoặc ngôn thần châu thời điểm thần hồn nhận trọng thương, bây giờ cưỡng chế tụ hợp thần hồn là không có bao nhiêu ký ức, tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Chương 616, Đại kết cục, Hạ Nói xong, huyền phong trưởng lão lấy máu của mình, tại trên lòng bàn tay của hắn vẽ một cái tiếp dẫn phù, đồng thời dặn dò, tiếp dẫn phù biến mất lúc, người thiết yếu mang nàng ra tới, nếu không, thần hồn của nàng sẽ tiêu tán, mà thần hồn của ngươi cũng sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong thiên kính. Ngươi nhất định phải nắm giữ thời gian, ta biết, huyền phong trưởng lão nhóm lửa chỉ dẫn thần hương thời điểm, nam cung túc ảnh thân ảnh hóa là một đạo nhàn nhạt long ảnh, biến mất tại thiên kính bên trong. Bách cảnh thánh tôn cùng thất trưởng lão ngẩng đầu nhìn, chờ thiên kính hình chiếu biến mất, hai người đồng thời thở dài một hơi, hy vọng hắn hết thảy thuận lợi. Huyền phong trưởng lão lại tại lúc này bỗng nhiên khục một nguồn máu, sư huynh, ngươi. Thất trưởng lão lo lắng mà nhìn xem hắn, huyền phong trưởng lão khoát khoát tay, không có việc gì, một điểm nho nhỏ hồn tổn thương thôi, chỉ cần hắn tiểu đồ nhi có thế bình an trở về, hắn hồn tổn thương liền có thể không uống thuốc mà khỏi bệnh. Thiên kính bên trong, một mảnh trắng xóa cái gì cũng không nhìn thấy nam cung túc ảnh vừa đến bên trong liền lạc mất phương hướng hắn vốn cho là vừa tiến đến hắn liền có thể nhìn thấy thiên tiểu ngữ nhưng là bây giờ tình huống này hắn muốn làm sao tìm người hắn thử vận dụng mình long hồn dẫn giác thuật đi tìm thiên tiểu ngữ nhưng hắn phát hiện tại ngày này trong kính hắn căn bản là không có cách vận dụng bất kỳ lực lượng nào không có cách nào hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác một đường đi một đường hô thiên tiểu ngữ ngươi ở đâu thiên tiểu ngữ ngươi nghe được thanh âm của ta à bởi vì không có đạt được người thuận theo hắn tăng tốc tốc độ đổi đi vì chạy đại lực kêu gọi thiên tiểu ngữ danh tự liền ở đáy lòng hắn càng ngày càng sợ hãi mình tìm không thấy người thời điểm bên tai của hắn bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc thiên tiểu ngữ ngươi tìm thiên tiểu ngữ nha ta biết nàng nam cung túc ảnh nghiêng người nhìn lại chỉ thấy chỉ là một đoàn hồn ảnh thiên tiểu ngữ chính nghiêng đầu nhìn xem hắn ngữ khí của nàng rất nhiệt tình nhưng nhìn ánh mắt của hắn lại phi thường lạ lẫm hắn bước lên phía trước giữ nàng lại tay ta một mực đang tìm ngươi thiên tiểu ngữ ta tới đón ngươi ta là ngươi nam ảnh ca ca ta là tới mang ngươi về nhà chỉ là hồn thể trạng thái gian thiên ngữ lại là nhanh chóng vứt bỏ hắn tay ngươi cái này người làm sao như thế không lễ phép ngươi vừa mới rõ ràng nói ngươi tìm thiên tiểu ngữ thiên tiểu ngữ ở phía trước đâu. Ta dẫn ngươi đi đi, nói, nàng xoay người, nhanh chóng chạy, nam cung túc ảnh trong lòng có chút không hiểu, nhưng vẫn là đuổi bám chặt theo, hắn quá sợ hãi đem thiên tiểu ngữ mất dấu, chỉ là, không có chạy bao xa hắn lại ngây người, bởi vì, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một tràng phòng ở, một tràng cùng phủ túc vương giống nhau như đúc phòng ở. Có một cái cùng thiên tiểu ngữ giống nhau như đúc nữ hài đang ngồi ở phủ túc vương trước cửa chống đỡ cái cầm phát ra ngốc vì cái gì nam ảnh ca ca vẫn chưa trở lại đâu. Chúng ta hắn lâu như vậy hắn đều không trở lại, hắn có phải là quên ta, nam cung túc ảnh tâm nháy mắt nhấc lên, hắn nhìn xem đứng tại phía trước mình cách đó không xa thiên tiểu ngữ, nhìn nhìn lại ngồi tại túc vương cửa phủ cái kia thiên tiểu ngữ, trong lúc nhất thời cảm thấy nhức đầu không được, thiên tiểu ngữ đây là hồn thể tách rời sao, hắn muốn nói cho túc vương cửa phủ thiên tiểu ngữ, nhưng lại sợ mang mình đến thiên tiểu ngữ rời đi, cho nên vội vàng nói, các ngươi là nhận biết a à? ngươi tên gì mang theo nam cung túc ảnh đến gian thiên ngữ dường như hồi ức một chút mới nói ta gọi thiên ngữ đại nhân nha ngươi cùng ngươi thiên tiểu ngữ ôn chuyện đi ta đi trước nam cung túc ảnh quýnh lên bận bịu giữ nàng lại không muốn đi nhưng ngươi không phải muốn tìm thiên tiểu ngữ sao nàng ở nơi đó nha hơn nữa còn rất thương tâm ngươi không gọi nàng sao nam cung túc ảnh há to miệng trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào hô mới tốt vẫn là giang thiên ngữ nhìn không đi đối ngồi tại túc phương cửa phủ giang thiên ngữ hô một tiếng thiên tiểu ngữ có người tìm ngươi khi ngồi tại túc phương cửa phủ giang thiên ngữ lập tức ngẩng đầu lên khi nhìn đến thiên ngữ đại nhân đứng bên người một người đàn ông xa lạ lúc nàng không có hứng thú gì rủ xuống đầu ta không biết hắn ta phải chờ ta nam ảnh ca ca nam cung túc ảnh hít sâu một hơi vội vàng nói ta chính là của ngươi nam ảnh ca ca nói hắn cũng mặc kệ, tay trái dắt lấy một cái thiên ngữ đại nhân, sau đó tay phải liền đi túng ngồi tại túc vương cửa phủ thiên tiểu ngữ. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì a? À? Hai người rõ ràng dáng dấp giống nhau người, phát ra thanh âm lại có chút khác biệt, thanh âm của một người càng xinh đẹp hơn yếu đuối một chút, một cái càng lãnh khốc một chút. Nam cung túc ảnh cũng không theo tiếng, lôi kéo hai người tay dùng sức hướng phía trước va chạm, muốn hai người hợp làm một thể, nhưng trên thực tế, cái này căn bản là vô dụng trong lúc nhất thời cả người hắn đều hoảng hắn tiến đến là có thời gian hạn chế hiện tại nhưng phải làm sao cho phải uy ngươi buông ra ta a à, ta cũng không phải người ngươi muốn tìm thiên ngữ đại nhân mặt lạnh đập nam cung túc ảnh tay thiên tiểu ngữ cũng nói theo dung mạo ngươi cũng không giống ta muốn chờ nam ảnh ca ca nha ngươi là ai a à, ta là ngươi nam ảnh ca ca ta gọi nam ảnh ca ca thiên tiểu ngữ ngươi có biết hay không thiên ngữ đại nhân là những người khác đối ngươi mặt khác xưng hô các ngươi nhưng thật ra là một người các ngươi có thể hay không hắn lời nói vẫn chưa nói xong bên chân của hắn bỗng nhiên lại xuất hiện một cái thiên tiểu ngữ muốn mạng chính là lần này xuất hiện cái này thiên tiểu ngữ nắm một con chó kia chó hình dạng rõ ràng chính là sư bảo dáng vẻ nhìn thấy hắn nắm lấy hai nữ tử mang theo sư bảo đến thiên tiểu ngữ lập tức cản ở trước mặt hắn quát to một tiếng giữa ban ngày ngươi làm sao trắng trợn cướp đoạt dân nữ a à? ta sẽ báo quan. Nam cung túc ảnh lúc này thật là bó tay toàn tập. hắn nhẫn nại tính tình nói ra, ngươi tên là gì? ngươi quản ta gọi cái gì? ngươi gọi Giang Thiên Ngữ đúng hay không? Nam cung túc ảnh suy đoán nói, nhưng cái này Giang Thiên Ngữ lại là nhớ mày, không nha, ta gọi Ngữ Bảo. cha mẹ ta đều gọi ta như vậy. Nam cung túc ảnh vốn là muốn đem cái này Ngữ Bảo cũng kéo đến bên người đến, thế nhưng là hắn chỉ có hai cánh tay a, à, do dự một chút hắn dứt khoát đưa ra một cái tay đến cởi xuống đai lưng trực tiếp đem ba người trói lại hắn cái này lật qua lật lại làm trực tiếp chọc giận ba người ba người cơ hồ là đồng thời hô to lên linh chủ cứu mạng linh chủ cứu mạng a có người xấu đến nam cung túc ảnh cả người đều mộng còn có lúc này là ai không đợi hắn đi tìm người hắn lại đột nhiên phát hiện ngang hông của mình bỗng nhiên xuất hiện một sợi dây thừng lại cái này dây thừng một mặt còn có một cổ lực lượng tại kéo lấy hắn đi hắn không dám tránh thoát sợ làm bị thương một cái khác thiên tiểu ngữ cho nên rất chủ động đi theo dây thường lôi kéo phương hướng đi đương nhiên hắn cũng không có quên muốn lôi kéo kia hai cái thiên tiểu ngữ nhưng hắn vạn lần không ngờ dây thừng thế mà dẫn hắn đi vào linh y quán linh y quán cũng không phải chỉ có một người mà là một hai ba bốn bốn cái thiên tiểu ngữ tại uống rượu nói chuyện phiếm một cái thiên tiểu ngữ nói Ta quá ao ước ngữ bảo, hàng năm quá sinh nhật đều có thể thu được lễ vật, kia lễ vật đều theo trương tính toán, một cái khác nói, ta mới ao ước thiên tiểu ngữ đâu, nàng nam ảnh ca ca thật tốt, cái gì đều dựa vào nàng, sủng ái nàng, ta thật hâm mộ, ta không ao ước các nàng, ta hâm mộ nhất thiên ngữ đại nhân, nàng quá lợi hại, vượt nóc băng tường, giết địch hàng ma thú, quả thực là dễ như trở bàn tay, phu quân của nàng cũng rất lợi hại, thật sự là một đôi thần tiên trang quyến lữ a. À đứng ở một bên nghe được những cái này đối thoại nam cung túc ảnh quả thực là dở khóc dở cười thiên tiểu ngữ nha đầu này đây là tam hồn thất phách tách đi ra mình nói chuyện với mình sao đang nghĩ ngợi liền nghe được một cái thiên tiểu ngữ hỏi một cái khác túc vương phi kỳ thật ta hâm mộ nhất ngươi nhà ngươi vương gia đối ngươi thật là tốt mà bị kêu là túc vương phi thiên tiểu ngữ một hơi uống hết một chén rượu có chút đắng buồn bực mà nói vương gia nhà ta vừa già lại xấu chúng ta còn dưới gối không con, không phải đâu. Nhà ngươi vương gia có phải là phương diện kia không được nha, nam cung túc ảnh cả người ngu ngơ ở một bên, nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn biến đổi, cả người giống như là bị dội một chậu nước đá, lãnh triệt nội tâm, hắn giơ tay lên, nhìn xem trên tay mình đột nhiên mọc ra da đốn mồi, nghiến răng nghiến lợi đi qua đem ngồi tại chủ vị thiên tiểu ngữ sách lên, ngàn, nhỏ, ngữ, có gan ngươi lặp lại lần nữa, ngươi ngươi là ai a à? nam cung túc ảnh thực sự là tức không nhịn nổi hắn quá không thích bị thiên tiểu ngữ coi nhẹ cảm giác nhất là nhiều như vậy cái thiên tiểu ngữ hắn nhịn một chút cuối cùng cúi đầu hôn môi của nàng không phải không biết hắn sao vậy liền từ giờ trở đi nhận biết bị hôn thiên tiểu ngữ cảm thấy bối rối không thôi đến mức tất cả gian thiên ngữ thân hình đều lắc bắt đầu chuyển động không quá một lát sau gian thiên ngữ tam hồn thất phách thế mà thần kỳ tan hợp lại cùng nhau nam cung túc ảnh sửng sốt một chút nhưng rất nhanh ngạc nhiên đem bên người duy nhất thiên tiểu ngữ bế lên. Thiên tiểu ngữ, ta mang ngươi về nhà, vừa dứt lời, hắn phát hiện trên tay mình tiếp dẫn thần phù bắt đầu tiêu tán, hắn tranh thủ thời gian ôm lấy người phi tốc tránh cách thiên kính. Trên nửa đường, giang thiên ngữ bỗng nhiên chủ động ôm cổ của hắn, nam ảnh ca ca, nam cung túc ảnh cười, hắn tiểu nha đầu xem như nhận ra hắn, đạp cách thiên kính một nháy mắt. Sao trời cung mê mang ba năm gian thiên ngữ bỗng nhiên mở mắt, nhưng canh giữ ở thiên kính bên ngoài huyền phong trưởng lão cùng bách cảnh thánh tôn bọn người lại tại nhìn thấy tiểu ảnh tiểu tử một nháy mắt kinh sợ tiến vào thiên kính trước còn trẻ tuấn mỹ tiểu tử làm sao ra tới lúc liền biến thành tóc trắng xóa dung nhan già nua làn da tràn đầy nếp nhăn cùng đốn đen lão đầu rồi huyền phong trưởng lão tưởng rằng thiên kính xảy ra vấn đề khẩn trương nói ra tiểu ảnh tiểu tử ngươi làm sao trong khoảng thời gian ngắn liền biến thành lão đầu tử rồi có phải là thời không hỗn loạn đưa đến ngươi chờ một chút, ta tìm xem nguyên nhân. Nam cung túc ảnh nơi nào chịu chờ thời gian, thấy bên người không có thiên tiểu ngữ, hắn lập tức liền chạy về tinh thần điện, và nô hắn không sợ, không phải liền là thiên tiểu ngữ nha đầu kia ngôn linh lực lượng ở trên người hắn có tác dụng sao, chỉ cần có nàng tại, không lo hắn giải không được cái này ngôn linh chú, chạy vội nhập tinh thần điện, nhìn thấy tựa tại tinh thần điện cổng nụ cười sáng lạng như tinh hà thiên tiểu ngữ lúc, hắn không nói hai lời trực tiếp xông qua đem người ôm ngang lên, tiến vào hắn vì thiên tiểu ngữ chuẩn bị tẩm cung, lại phong khóa lại đại môn, thần sắc si ngốc nhìn xem trong ngực tiểu nha đầu, thiên tiểu ngữ, biết muốn ta làm cái gì sao? Giang thiên ngữ cười nhẹ nhàng mà nhìn trước mắt già nua phải không tưởng nổi nam ảnh ca ca, sau đó chủ động ôm cổ của hắn, cha mẹ ta bọn hắn đâu? Nam cung Túc ảnh hôn một chút trán của nàng, thấp giọng nói, song phong trấn một lần nữa rời về Nam Linh quốc, bọn hắn đều ở nhà chờ ngươi gia gia ngươi, nãi nãi, cha mẹ, ca ca, bọn hắn đều tại sông phong trấn, bọn hắn rất bình an. Khi nam linh quốc thế nào rồi? Ai làm hoàng đế rồi? Nam cung cẩn thiên thượng vị. Có điều, ta vẫn là nhiếp chính vương, ngươi vẫn là của ta nhiếp chính vương phi. Cẩm vương xuất gia, vạn tiễn thần mộ hủy, lục giới kết giới đã phục hồi như cũ. Có điều, tại ngươi linh y quán hủy diệt thời điểm. Bách cảnh thánh tôn tại tinh thần hải nhặt được ngươi trăm giới bậc thang, cũng đã chữa trị tốt, ngươi về sau vẫn là có thể sử dụng. Còn có chính là, ngươi bây giờ rất giàu có, lục giới tiên dân mỗi ngày đều tại cho ngươi kính dân chí bảo. Nam cung túc ảnh một hơi đêm gần đây chuyện phát sinh đại thái đều nói một lần cho thiên tiểu ngữ nghe, để nàng an tâm. Giang thiên ngữ trầm mặt một hồi, đột nhiên hỏi, vậy ngươi sư phụ đâu? Nam cung túc ảnh nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng, sư phụ ta chết rồi lúc trước tinh thần điện lúc nổ hắn cũng tại sinh tử từ mệnh kết cục là chính bọn hắn chọn nói đến đây hắn lời nói nhất chuyển thiên tiểu ngữ có phải là nên cho ta giải cái này ngôn linh chú đi ngươi hy vọng ngươi phu quân một mực như thế lão như thế xấu sao giang thiên ngữ nhấp nhẹ lấy môi yếu ớt nói ngươi biết làm sao giải chú sao nam cung túc ảnh cười hôn lên môi của nàng mệt mỏi người khác có thể kiếm lấy điểm tích lũy nếu là ta mệt mỏi một điểm, chẳng phải giải chú. Giang thiên ngữ che hạ mặt, nhà nàng nam ảnh ca ca làm sao liền thông minh như vậy, trí nhớ tốt như vậy đâu, thiên tiểu ngữ, cảm ơn ngươi. Nam cung túc ảnh thâm tình nhìn xem trong ngực tiểu nha đầu, giờ phút này, hắn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, hắn tiểu nha đầu rốt cục trở lại bên cạnh hắn, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, quãng đời còn lại yêu nàng. Sủng ái nàng. Cũng không tiếp tục để nàng rời đi toàn văn xong, cố sự đến nơi đây liền kết thúc, cảm tạ mỗi một vị yên lặng làm bạn tiểu khả ái. Mặc dù kết cục viết rất chậm, đổi mới không quá ổn định, nhưng y nguyên có bảo bảo một đường đi theo, vi vi cảm thấy vi thường hạnh phúc. Thương các ngươi, chúng ta mới văn gặp lại.